Các truyện Hương xưa hân hạnh giới thiệu bộ truyện Kiều Nương Xuân Khuê của tác giả Tiếu Giai Nhân. Phần cuối. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Các truyện Hương xưa, xin hãy bấm đăng ký, thích và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé. Xin cảm ơn các bạn. Đến Lãm Vân Đường, Lỗ Thị giả vờ khách sáo với Hương Vân, đưa ra đề nghị muốn nói chuyện riêng với Hương Vân trong nội thất. Hương Vân kêu bọn nha hoàn lui ra, đưa Lỗ Thị vào nội thất. Lỗ Thị vừa bước vào, lén nhìn khắp nơi trước, thấy trong phòng Hương Vân đều là đồ bình thường, đúng quy cách của một lương thiếp của vương phủ, nhìn không thấy được vương gia chuyên sủng. Lỗ Thị vừa ngạc nhiên vừa ngồi xuống ghế, đánh giá Hương Vân từ trên xuống dưới, đột nhiên nghiêm mặt, thấp giọng quát, ngươi có bản lãnh nhỉ, khiến vương gia mê mẩn vây quanh ngươi cả ngày. Hương Vân không bị ai răn dạy bao lâu nay, trực tiếp bị Lỗ Thị nạt run rẩy, cái gọi là thua trận. Ngài, làm sao ngài biết? Hương Vân thấp thỏm hỏi sau khi hết hồi hộp. Lỗ Thị cười lạnh, trước tiên nói cho nàng những lời đồn bên ngoài, nếu không phải do ngươi không hiểu quy củ, cướp sự sủng ái của người khác, làm sao người ta bới móc những chuyện cũ thối nát tới lừa ngươi? Ngươi cũng thật to gan, không nhớ thân phận của mình, ngươi cho rằng vương gia thích ngươi 1-2 năm, khi chuyện đó lộ ra, vương gia sẽ không phạt ngươi chắc. Cho dù vương gia không phạt, phía trên vương gia còn có hoàng thượng, hoàng hậu nương nương và các quý nhân, ngươi tính là cái thá gì? Mặt Hương Vân tái mét, ngồi sững sờ. Lỗ Thị thấy nàng biết sợ, đi đến bên cạnh Hương Vân, nói nhỏ hơn, ngươi có biết vì sao hoàng hậu nương nương ghi tên vương gia dưới danh nghĩa của bà không? Đó là vì trông cậy vào vương gia kế thừa đại thống trong tương lai, để Tạ gia có thêm một hoàng hậu nữa. Ngươi thì giỏi rồi, vào phủ đã xúc phạm vương phi quá mức, ta nói cho ngươi biết, vương phi không quan tâm vương gia thích ai, nhưng hoàng hậu trong cung quan tâm. Lần này hoàng hậu sai ta tới dạy dỗ ngươi, ngươi đủ thông minh thì giấu kín bí mật này tận đáy lòng, đừng nói cho vương gia, nếu không hoàng hậu nương nương sẽ là người đầu tiên xử lý ngươi. Người ta có thể đưa ngươi cho vương gia thì cũng có thể làm ngươi biến mất dễ như trở bàn tay. Hương Vân lạnh cả người, nàng cho rằng hầu hạ vương gia thật tốt là đủ rồi, không ngờ còn liên lụy nhiều như vậy. Cần đe dọa đã đe dọa, Lỗ Thị dạy nàng, làm cho người ta thích thì khó, làm người ta ghét thì đơn giản, ngươi thật sự hiểu chuyện thì nghĩ cách khiến vương gia sủng hạnh người khác, một ngày làm vợ chồng trăm ngày ơn nghĩa, ngươi đẩy vương gia ra ngoài, vương gia cùng lắm là bực ngươi không biết điều. Nếu tiếp tục chuyên sủng sẽ làm hỏng thanh danh của vương gia, hỏng kế hoạch lớn của hoàng hậu nương nương, đó là tự tìm đến cái chết. Nói xong, Lỗ Thị uống một ngụm trà, thay đổi sắc mặt thành bình thường rồi cáo từ. Hương Vân ngồi ở trên giường mất hồn mất vía, quên đi ra ngoài tiễn bà. Hai nha hoàn Ngọc Lan và Tuyết Lan đi vào, thấy sắc mặt nàng không ổn, lo lắng hỏi chuyện gì đã xảy ra. Hương Vân không nói gì, ở trong phòng một mình khó chịu nửa ngày. Chạng vạn Tuyên Vương hồi phủ, biết Lỗ Thị đã tới từ lúc vào tiền viện, nữ nhân khắc nghiệt đó dám tới phủ đệ của hắn, Tuyên Vương trực tiếp dặn dò quản sự của vương phủ, về sau Lỗ Thị đến nữa thì không cần thông báo cho vương phi, trực tiếp đuổi đi. Sau lưng quản sự của vương phủ toát một lớp mồ hôi, hóa ra vương gia không thích Lỗ Thị như vậy, may mắn vương gia không giận chó đánh mèo hắn vì đã đi thông báo. Tuyên Vương thay đổi thường phục, lập tức tới Lãm Vân Đường. Hương Vân nhìn thấy hắn, nghĩ đến những lời đàm tiếu đang lưu truyền trong kinh thành, mắng nàng là hồ ly tinh và châm biếm vương gia thích hồ ly tinh, nghĩ đến vị hoàng hậu nương nương trong cung luôn lưu ý chuyện lớn chuyện nhỏ trong vương phủ, Hương Vân mất đi vẻ mềm mại như trước, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn hắn, Tuyên Vương muốn nắm tay nàng, Hương Vân cũng tránh. Sắc mặt Tuyên Vương khó coi, đuổi nha hoàn ra, một mình thẩm vấn nàng, Lỗ Thị nói với nàng những lời đồn bên ngoài. Nữ nhi gả đi có thanh danh không tốt thì nhà mẹ ruột cũng bị liên lụy. Lỗ Thị nhất định không dám bị mang tiếng không dạy dỗ nữ nhi, vội vàng chạy tới yêu cầu đích nữ đừng chiếm sự sủng ái của hắn. Tuyên Vương không quan tâm miệng lưỡi của Lỗ Thị, điều hắn để ý là nữ nhân của mình đã quên lời hắn nói, thà nghe theo kỷ luật của mẹ cả khắc nghiệt. Không phải Hương Vân muốn nghe lời Lỗ Thị, nàng chỉ quá sợ hãi, sợ Tạ Hoàng hậu rượt theo nàng, sợ nàng tiếp tục được yêu thích, Tạ Hoàng hậu sẽ phái người đến từ châu phủ điều tra gốc gác của nàng, sợ Hoàng thượng trị nàng tội khi quân. Sợ mình liên lụy đến ca ca ruột duy nhất mà nàng còn nhớ tên. Cho nên, nàng thà thất sủng, thà bị vương gia ghét bỏ, thậm chí đuổi nàng ra phủ, cũng không muốn được yêu thương rồi trở thành mục tiêu của Tạ Hoàng hậu. Hương Vân quỳ xuống, khóc lóc,
Vương gia, ta không dám mang tiếng là hồ ly tinh, càng không muốn liên lụy vương gia bị người ta bàn tán là ham mê sắc, cầu xin vương gia theo quy củ sủng hạnh thê thiếp hậu trạch ban đầu, đối với ta và ngài đều tốt hơn. Nhìn nữ nhân đang quỳ, Tuyên Vương buông một tiếng cười lạnh, rất tốt đối với ta. Sao nào, bổn vương không thể tự quyết định mình sẽ sủng hạnh nữ nhân nào à, còn phải nghe lời nàng, nghe lời mẹ cả của nàng, nghe bá tánh bên ngoài sắp xếp. Trước kia hắn chưa gặp được thứ mà mình đặc biệt thích, dù sao cũng có nhu cầu, cứ luân phiên cũng được. Hiện tại hắn chỉ muốn ngủ với người này, nàng lại nghe vài câu linh tinh vớ vẩn rồi đẩy hắn ra ngoài. Nàng không muốn làm hồ ly tinh đúng không? Được, bổn vương sẽ cho nàng được như mong muốn. Không nhìn nữ nhân đang khóc sướt mướt, Tuyên Vương giận dữ rời đi. Từ ngày đó, Tuyên Vương không đặt chân đến Lãm Vân Đường suốt 3 tháng liền. Những lời đồn đãi vớ vẩn về Tuyên Vương phủ đã sớm tan thành mây khói ở kinh thành, nhưng Tuyên Vương vẫn không tới sủng hạnh Hương Vân, người từng bị đồn là hồ ly tinh. Hắn cũng không đến viện của Tuyên Vương phi, Trương Trắc phi hay các thiếp thất khác, dường như sau khi bị các bá tánh chê cười, vương gia điện hạ đột nhiên trốn sau cửa, không có hứng thú đối với nữ sắc. Ngọc Lan và Tuyết Lan đã khuyên chủ tử rất nhiều lần, hy vọng nàng có thể chịu thua vương gia không tới Lãm Vân Đường cũng không sủng hạnh người khác, chứng tỏ trong lòng vẫn còn chủ tử. Hương Vân không đi. Ngày đó nàng xúc phạm vương gia là vì cầu được thất sủng, hiện tại thật sự thất sủng, nàng lại đi cầu được sủng ái, chẳng phải nàng đã xúc phạm vương gia một cách vô ích hay sao? Ở trong lòng Hương Vân, sự bình an của nàng và ca ca quan trọng hơn được sủng ái. Vương gia không tới, Hương Vân ngược lại sống yên ổn, nàng sớm đã quen với cuộc sống đầu gỗ, tiếp tục làm đầu gỗ cũng không sao. Mùa thu lại đến. Đây là mùa thu thứ hai mà Hương Vân trải qua sau khi vào kinh, nàng vẫn chưa thích ứng được với cái lạnh và khô của kinh thành, ban ngày không cảm thấy gì, ban đêm tỉnh dậy vì khó chịu. Cổ họng khó chịu, Hương Vân tự xuống giường rót nước uống, chỉ 10 bước ngắn, nàng không phủ thêm áo ngoài, uống xong nước lại chạy vào chăn, bọc chăn run rẩy rồi ngủ lại. Sáng sớm hôm sau, Ngọc Lan và Tuyết Lan vào hầu hạ, gọi nàng không được, vén rèm ra thì thấy khuôn mặt nhỏ của chủ tử đỏ bừng, trán nóng kinh khủng. Ngọc Lan vội vàng đi thông báo cho vương gia. Hôm nay không lên triều, Tuyên Vương không cần dậy quá sớm, uống trà đang chờ bữa sáng, chợt nghe trong viện có tiếng của nha hoàn, một lúc sau Lưu Công Công khom lưng tiến vào, nói rằng từ chủ tử của Lãm Vân Đường bị nghi là cảm lạnh, trán nóng, hôn mê bất tỉnh. Lưu Công Công bẩm báo xong, ngước mắt nhìn vương gia. Thần sắc Tuyên Vương nhàn nhạt, mọi việc ở hậu trạch do vương phi xử lý, bảo nàng đi tìm vương phi. Lưu Công Công thở dài, đi ra ngoài đuổi Ngọc Lan đến bẩm báo vương phi. Ngọc Lan vốn tưởng rằng vương gia đối xử với chủ tử nhà mình sẽ khác, lúc này nghe ý tứ của Lưu Công Công, lòng Ngọc Lan lập tức lạnh đi. Đã từng liên tiếp muốn chủ tử hầu hạ vương gia, nói không quan tâm liền không quan tâm. Trách ai đây, do chủ tử quá ngốc, bị mẹ cả hù dọa hai câu cũng không dám nhận sủng. Khi gặp vương phi, vành mắt Ngọc Lan đỏ hoe. Tuyên vương phi nói, ngươi đừng lo, trở về hầu hạ chủ tử các ngươi thật tốt, Lan Trung sẽ đến ngay thôi. Ngọc Lan rời đi với lòng biết ơn. Nàng đi rồi, mama bên cạnh Tuyên vương phi mỉa mai, cầu xin vương gia không được mới đến cầu xin ngài, vương gia sủng từ thị một thời gian khiến nha hoàng bên kia cũng to gan hơn. Tuyên vương phi nói, bọn họ do vương gia phái tới, có việc nên tìm vương gia trước là chuyện đương nhiên, được rồi, ngươi sai người đi thỉnh Lan Trung, người ta đã ngất xỉu, đừng trì hoãn. Mama đi thu xếp, lúc trở về không khỏi thầm thì với chủ tử, vương gia thật sự không quan tâm bên kia. Tuyên vương phi mỉm cười, ánh mắt dần trở nên phức tạp. Nếu vương gia thật sự lạnh lòng, tại sao nhiều tháng liền không đặt chân vào hậu trạch? Đó là đang giận dỗi. Giống như nàng và thái tử biểu ca trước đây. Có vài lần thái tử biểu ca chọc nàng giận, nàng không thèm phản ứng thái tử biểu ca, nhưng thật ra trong lòng lại mong thái tử biểu ca mau đến nhận lỗi. Thái tử biểu ca tới, nàng giả vờ nói hắn đôi câu rồi hòa lại, thái tử biểu ca không tới, nàng sẽ càng giận nhiều hơn, nhưng dù giận đến đâu, chỉ cần hắn tới, nàng chắc chắn sẽ vui lại. Tuyên vương ăn cơm xong rồi đi làm, mặt trời sắp lặn mới trở về. Lưu Công Công hầu hạ chủ tử chu đáo, Tuyên vương phi có thể nhìn thấy, Lưu Công Công hầu hạ vương gia mười mấy năm nên càng hiểu rõ, đợi vương gia đổi thường phục xong, Lưu Công Công dường như thản nhiên đề cập một câu, từ chủ tử bị bệnh, buổi sáng Lan Trung đến khám, nói rằng bị cảm lạnh do thời tiết thay đổi, đã kê đơn thuốc,
điều trị mấy ngày là khỏi bệnh. Tuyên Vương ừ một tiếng, đi đến thư phòng. Ba ngày sau, ngày 15 tháng 8 là Tết Trung Thu, Vương Phủ cũng tổ chức tiệc ngắm trăng, Tuyên Vương còn đặc biệt sai quản sự mời một gánh hát, dựng rạp trong hoa viên của Vương Phủ. Tuyên Vương phi bảo nha hoàng đi thông báo cho thiếp thất các phòng, đêm nay có tiệc gia đình, mọi người phải đến. Đây là ngày thứ tư Hương Vân bị bệnh, mỗi ngày nàng đều thành thật uống thuốc, đã hết sốt, không ho nhiều nữa. Các thiếp thất khác vẫn ôm chút hy vọng được sủng ái, tỉ mỉ trang điểm trước khi đến bữa tiệc, Hương Vân sợ lạnh, mặc quần áo thật dày, có vẻ béo rất nhiều. Nàng chỉ muốn giữ ấm, Ngọc Lan và Tuyết Lan muốn trang điểm kỹ cho nàng, Hương Vân phản ứng lại, lắc đầu, tháo toàn bộ trang sức châu báu trên đầu xuống, chỉ chừa lại một cây trâm. Thu xếp xong, Hương Vân dẫn Ngọc Lan đến chính viện dự tiệc. Vương Phi, Trương Trắc Phi và mọi người đã tới, Thế Tử Gia 7 tuổi, Nhị Gia 3 tuổi cũng có mặt, đều là hài tử thật xinh đẹp tuấn tú, chỉ có nam chủ nhân Tuyên Vương còn chưa tới. Hương Vân hành lễ với Vương Phi và Trương Trắc Phi rồi ngồi vào cuối bàn. Trương Trắc Phi liếc nàng, thấy nàng tuy tiều tụy nhưng tiều tụy với vẻ nhu nhược đáng thương, nên đoán rằng hồ ly tinh cố ý giả vờ như vậy, muốn cho Vương gia thương tiếc. Trước lúc tiệc sắp bắt đầu, Tuyên Vương cuối cùng cũng tới. Hương Vân và những người khác rời khỏi bàn, cúi đầu hành lễ. Tuyên Vương đi ngang bàn của nàng với gương mặt vô cảm, ngồi vào bên cạnh Tuyên Vương Phi, nói đôi câu với Tuyên Vương Phi, nói chuyện với hai nhi tử, không hề nhìn người khác. Bữa tiệc bắt đầu, Hương Vân lặng lẽ ăn cơm, khi nào sắp ho thì uống một ngụm trà để nén xuống. Cuối cùng cơm nước xong, biết được còn phải đi vào hoa viên nghe kịch, đêm nay gió rất lớn, Hương Vân sợ mình bệnh nặng thêm, cũng sợ cơn ho sẽ làm hỏng hứng thú của Vương gia và Vương Phi nên phái Ngọc Lan đi xin phép Vương Phi, xem thử có cho phép nàng đi về trước hay không. Nàng không tự mình đến đó vì sợ lây bệnh cho Vương Phi. Tuyên Vương Phi chuẩn. Hương Vân dẫn Ngọc Lan trở về Lãm Vân Đường, trên đường đi gió đêm thổi vèo vèo vào mặt nàng, Hương Vân hối hận đã không mặc thêm một chiếc áo choàng nữa, Ngọc Lan thương xót cho chủ tử, nửa ôm nàng cùng đi. Chủ tử thật mảnh mai, lúc này mới vào thu, đến mùa đông ngài làm sao bây giờ? Hương Vân cười khổ, biết làm sao được, trốn ở trong phòng không ra ngoài, chắc sẽ không sao. Trước khi rời bữa tiệc, Tuyên Vương không biết chuyện gì xảy ra phía sau, hai mắt hắn cứ nhìn phía trước, mãi đến khi ngồi xuống trong rạp, vô tình liếc nhìn phía sau, hắn mới phát hiện người nọ không có mặt. Đột nhiên không có hứng thú coi kịch. Hương Vân trở về Lãm Vân Đường. Ban đêm yên tĩnh, tiếng hát trong hoa viên theo gió truyền tới, hát chúc đoàn tụ sum vầy, bên này cũng có thể nghe được. Nàng quấn chăn ngồi trên giường, Tuyết Lan bưng chén thuốc tới, còn hơi nóng, Hương Vân cầm chén bằng hai tay, chậm rãi uống hết chén, trong bụng nóng hầm hập, cuối cùng cũng xua đi cái lạnh khắp người. Ngọc Lan và Tiểu Nha Hoàng bưng hai thau nước ấm tới, một thau dùng để rửa mặt, một thau để rửa chân. Hương Vân ngồi trên giường, nhìn các nha hoàng tận tình hầu hạ nàng, làm gì cũng tươi cười, nàng cảm thấy cuộc sống như vậy cũng khá tốt, không cần lo lắng điều gì, cũng không ai nặng mặt với nàng. Rửa mặt xong, bọn nha hoàng thổi đèn, lặng lẽ lui ra. Hương Vân nằm trên giường, nghe từng đợt hí khúc, mí mắt dần dần nặng trĩu, thiếp đi lúc nào không biết. Trong hoa viên, Tuyên Vương nghe kịch nửa canh giờ với gương mặt vô cảm. Lúc này đã qua canh một, ánh trăng tuy sáng nhưng không ngăn được cái lạnh của gió đêm, ngay tại thời điểm Vương gia nghe kịch, Lưu Công Công đã phái tiểu thái giám lấy áo choàng tới, lúc này khúc cuối cùng sắp hết, Lưu Công Công khoác thêm áo choàng cho chủ tử. Dưới ánh mắt tha thiết của Trương Trắc Phi và các thiếp thất, Tuyên Vương lập tức trở về tiền viện. Các mỹ nhân hoàn toàn thất vọng. Tuyên Vương Phi làm ngơ, trở về nghỉ ngơi. Đến canh hai, không nhắc tới Tuyên Vương phủ, toàn bộ kinh thành đều yên tĩnh, chỉ có ánh trăng sáng vằng vặc trên cao và gió đêm thổi không biết mệt mỏi. Hai bóng người đột nhiên rời khỏi chính viện của Vương phủ, không cầm đèn, nương theo ánh trăng đi tới Lãm Vân Đường. Lưu Công Công không gõ cửa, đi đến trước cửa sổ của đảo tọa phòng nhẹ nhàng ho khan, bà tử gác cổng bên trong nghe được, hoảng sợ hỏi là ai, Lưu Công Công nói nhỏ, Vương gia, ngươi chỉ cần mở cửa, đừng đánh thức người khác. Bà tử gác cổng bò dậy, vừa khoác áo ngoài vừa run rẩy đi mở cửa. Cửa mở, Lưu Công Công dẫn chủ tử đi vào, đồng thời cũng đánh thức Ngọc Lan đang gác đêm. Khi chủ tử bước vào, Lưu Công Công dặn Ngọc Lan hai câu rồi đi nói chuyện với bà tử gác cổng, sau này cửa của Lãm Vân Đường chỉ khép hờ vào buổi tối, không cần khóa. Dặn dò xong,
Lưu Công Công để bà Tử gác cổng về phòng ngủ, hắn đút tay vào túi và ngồi ở một chỗ khuất gió, dựa vào cây cột nheo mắt ngủ gật. Vương gia cớ gì lén lút đến hậu trạch của mình, nếu đã lén lút, đêm nay vương gia sẽ không ngủ ở đây, chút nữa hắn còn phải đi theo vương gia trở về. Chao ôi, chỉ hy vọng từ chủ tử mau thông suốt, từ chủ tử không giày vò vương gia cũng không giày vò hắn. Trong nội thất, không biết là do vương gia tới quá bí hiểm hay là vì tác dụng của thuốc, Hương Vân ngủ rất say, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Tuyên Vương vén rèm, ngồi ở mép giường nhìn nàng. Bên trong rèm thoang thoảng mùi thuốc, nàng đã bị bệnh 4 ngày còn chưa khỏe, thân mình quá mảnh mai. Nhưng đã tới đây, đêm nay không làm chút gì thì thật xin lỗi bản thân. Tuyên Vương nhẹ nhàng xoa tay, khi đôi tay bị gió thổi lạnh đã ấm áp, hắn cởi áo choàng đặt bên ngoài, buông rèm, chui vào chăn của mỹ nhân. Hương Vân ngủ mê man, hoảng hốt gặp một giấc mộng, trong đó nàng và vương gia ở bên nhau. Tuy vương gia không kêu nàng ngoan ngoãn nhưng hắn rất dịu dàng, đó là một kiểu dịu dàng khiến nàng mê muội, bởi vì quá lâu không có ai đối xử tốt với nàng, ngoại trừ ca ca mà nàng đã quên mặt trong trí nhớ, vương gia là người tốt nhất với nàng, làm sao nàng không tham luyến được. Nhưng nàng không có tư cách để tham sự dịu dàng đó, bởi vì hoàng hậu nương nương sẽ không thích. Tốt hơn hết là nằm mơ thì không cần sợ gì cả. Nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, Hương Vân như nước đáp lại người trong mộng, nhưng nàng nhắm mắt từ đầu đến cuối, như thể đây thật sự là một giấc mộng. Ánh trăng rọi vào một chút, Tuyên Vương thấy nước mắt của nàng, cũng thấy được khuôn mặt bình tĩnh giả vờ ngủ say của nàng, Tuyên Vương khịt mũi, rời khỏi rèm, mặc áo rồi lặng lẽ rời đi. Trước khi đi, hắn cảnh cáo Ngọc Lan, nếu ban ngày Từ thị không hỏi, Ngọc Lan đừng nói với nàng rằng hắn đã tới. Ngọc Lan bối rối trả lời. Trời hửng sáng, chủ tử quả nhiên không hỏi nàng bất cứ điều gì liên quan đến vương gia. Ngọc Lan không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ tối hôm qua vương gia chỉ yên lặng ở bên cạnh chủ tử 30 phút mà không đánh thức chủ tử. Qua 4-5 ngày, Hương Vân bị bệnh kéo dài, cuối cùng đã khỏe. Đêm nay, cửa viện của Lãm Vân Đường lại lén lút mở ra. Lần trước Tuyên Vương ngại nàng bị bệnh nên không quấn quýt lâu lắm, lần này hắn thu hết tiền lãi mấy tháng trước, để tùy Hương Vân giả vờ nằm mơ. Hắn ở lại Lãm Vân Đường tới giờ tí, khi Hương Vân ngã xuống giường hết cả sức, hắn mới hừ lạnh một tiếng, đứng dậy rời đi. Trong tháng 8, bởi vì Hương Vân bị bệnh quá lâu, Tuyên Vương đến Lãm Vân Đường 3 lần. Tới tháng 9, Tuyên Vương 3 ngày mới đến một lần, đến lúc canh 2, rời đi lúc canh 3, chỉ có Lưu Công Công, tiểu thái giám gác cổng chính viện và hạ nhân của Lãm Vân Đường biết chuyện này, tất cả đều là người kín miệng, thuần thục che giấu sự việc. Ngay cả những người này cũng không biết, Tuyên Vương chỉ ngủ với từ chủ tử nhưng chưa thật sự hòa, còn không nói lời nào, tựa như ai nói trước thì không thể tiếp tục giấc mộng này. Tuyên Vương tuy còn trẻ và cường tráng, nhưng dù cơ thể rắn chắc đến đâu cũng không chịu nổi thời gian dài đi lại trong đêm lạnh, đặc biệt khi hắn trở về từ Lãm Vân Đường, mới đổ mồ hôi cả người, bị gió thổi, thổi một lần thì không sao, sau nhiều lần, Tuyên Vương bị bệnh. Đừng thấy chỉ là cảm lạnh, bị sốt, ho khan, sổ mũi, ba thứ cộng lại khiến cho vương gia mất đi tinh thần ngày xưa, hắn muốn gắng gượng, ở trên triều đã ho hai lần, Thuần Thánh Đế không chịu được nữa, đuổi nhi tử về vương phủ, kẻo hắn bị nặng sẽ lây cho văn võ cả triều. Tuyên Vương bị bắt buộc phải phụng chỉ dưỡng bệnh. Đương nhiên, từ lúc bắt đầu có biểu hiện cảm lạnh, Tuyên Vương không đến Lãm Vân Đường nữa, nàng mảnh mai như vậy, lần trước bị bệnh nên cả người đều gầy, bệnh thêm lần nữa chắc mất nửa cái mạng. Chủ gia đình bị bệnh, từ Tuyên Vương phi đến các thiếp thất ở hậu trạch đều tới thăm vương gia, nói đôi câu ân cần, hoặc đem canh gà do mình tự nấu đến. Tuyên Vương cảm thấy phiền chán, chỉ khi hai nhi tử tới, sắc mặt hắn mới khá hơn, nhưng chưa nói vài câu đã bảo mấy đứa con trai lui ra, kẻo bị lây bệnh. Thuốc là do thái y kê toa, Tuyên Vương dưỡng bệnh mấy ngày là khỏe, nhưng lo bệnh chưa khỏi hẳn, hắn đợi thêm mấy ngày, sang tháng 10 mới có ý định đến Lãm Vân Đường. Lưu Công Công không dám để chủ tử bị giày vò lần nữa, trong đêm đen như mực, hắn quỳ trước mặt chủ tử, cầu xin chủ tử bảo trọng thân thể, thật sự nhớ từ chủ tử thì ban ngày đến đó một cách đàng hoàng, hoặc để từ chủ tử tới chính viện thị tẩm. Tuyên Vương không nghe, lúc trước hắn đã nói sẽ lạnh nhạt với Từ thị như ý nàng mong muốn, ban ngày gặp nàng chẳng phải là thừa nhận mình không rời nàng được. Buổi tối trở thành giấc mơ cũng khá tốt, vừa hưởng thụ mỹ nhân, vừa không cần so đo những quy củ chó má. Quát Lưu Công Công lui ra, Tuyên Vương lại đi tới Lãm Vân Đường.
không cần lo lắng gì cả, cứ ôm mỹ nhân đang giả vờ ngủ, dốc hết sức lực là được. Hương Vân biết hắn bị bệnh, Ngọc Lan và Tuyết Lan nghe tin đã nói với nàng, Hương Vân cũng biết, Vương gia chạy tới chạy lui hai bên lúc nửa đêm mới bị bệnh. Hương Vân không dám đến chính viện thăm Vương gia, không dám để người khác hiểu lầm nàng còn muốn tranh sủng, nhưng nàng áy náy, nếu không phải vì nàng, Vương gia sẽ không bị bệnh. Khi tấm rèm ngừng đung đưa, khi hô hấp của hắn ổn định, lúc hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi, Hương Vân đau nhói trong lòng, ôm lưng hắn. Thân thể Tuyên Vương cứng đờ. Nàng thật sự giả vờ ngủ, mềm mại như bông tùy ý hắn làm, một khi hắn dừng lại, nàng sẽ nằm đó yên lặng, bất động như thể đang ngủ, có lẽ đợi hắn đi rồi thì nàng mới bắt đầu dọn dẹp một chút. Nếu giả vờ ngủ, vì sao nàng lại ôm hắn? Nhưng hiện tại hai cánh tay nàng ôm chặt lưng hắn, nói rõ rằng nàng không muốn giả vờ ngủ. Tuyên Vương im lặng, đợi nàng mở miệng trước trong bóng đêm. Hương Vân khóc, khóc hỏi hắn, Vương gia nhất định phải thị tẩm ta hay sao? Lời này giống như miễn cưỡng hầu hạ hắn, sắc mặt Tuyên Vương ảm đạm, lạnh lùng nói, mới tới nên mới mẻ, qua một thời gian sẽ ngấy, ngươi cầu bổn vương tới thì bổn vương cũng không tới. Hương Vân hiểu điều đó, giống như món hoành thánh nhỏ mà Chu Ma Ma làm trong phòng bếp, nàng rất thích khi lần đầu tiên ăn lại, sau đó Chu Ma Ma làm cho nàng liên tục vài ngày, Hương Vân ăn đến ngán, có một thời gian không muốn ăn. Đối với vương gia, nàng tựa như chén hoành thánh nhỏ thường thấy ở Giang Nam, mới nếm thì mới mẻ, hết mới sẽ ngán. Nhưng nữ tử khác với đồ ăn, ăn liên tiếp vài lần đã ngán, còn nữ tử, có lẽ phải ngủ một hai năm mới ngán. Hiện tại mới tháng 10, đến tháng 3 năm sau thì thời tiết mới ấm hơn, nếu trong lúc này vương gia chưa ngán nàng, nàng lại không muốn người khác chú ý, chẳng phải vương gia còn bị giày vò gần nửa năm nữa. Vương gia ban ngày phải làm việc, một khi bị bệnh sẽ trì hoãn rất nhiều việc. Thân thể của vương gia rất quan trọng, lần sau ngài muốn thị tẩm ta, hãy để Lưu Công Công đến đây nói một tiếng, đến canh hai ta sẽ đến hầu hạ vương gia. Đây là Hương Vân không giả vờ nằm mơ, mở miệng hỏi mục đích của hắn. Tuyên Vương thay đổi sắc mặt, vẫn lạnh giọng hỏi, bổn vương tới đây, hoặc ngươi đến chính viện hầu hạ bổn vương, có gì khác nhau? Hương Vân tựa trán vào bờ vai rộng của hắn, nhắm mắt lại nói, vương gia phải làm việc, không nên để mệt mỏi, ta không có làm gì, ban đêm bị cảm lạnh cũng không trì hoãn bất cứ điều gì. Nói cách khác, nàng thà mình bị bệnh, còn hơn là để vương gia bệnh. Tuyên Vương cảm thấy, những lời hoa mỹ của Trương Trắc Phi và những nữ nhân khác đều không khiến hắn thoải mái bằng một câu này của nàng. Có thể thấy được trong lòng nàng có hắn, muốn tiếp tục hầu hạ hắn, chỉ vì quá sợ mất lòng người khác, quá sợ những lời đàm tiếu bên ngoài. Năm nàng 8 tuổi, thật sự muốn thiêu chết muội muội do mẹ kế sinh ra. Tuyên Vương đột nhiên hỏi một chuyện không liên quan. Hương Vân choáng váng. Người muốn thiêu chết nhị cô nương là đại cô nương Từ Gia. Hương Vân chưa từng gặp đại cô nương, không hiểu năm đó đại cô nương suy nghĩ điều gì, nhưng Hương Vân đã gặp nhị cô nương, là người khắc nghiệt và dối trá giống Lỗ Thị. Nghĩ đến việc Lỗ Thị muốn nàng giả làm đại cô nương thật sự có lẽ đã chết, bị mẹ kế và am chủ hợp nhau hại chết, vậy đại cô nương thật sự muốn thiêu chết nhị cô nương là bị buộc phải làm thế. Nàng đẩy ta xuống nước trước, không phải bất cẩn, là cố ý. Hương Vân khổ sở thay đại cô nương Từ Gia, vừa khóc vừa đoán. Nàng khóc là khóc cho nàng và đại cô nương Từ Gia, nước mắt như vỡ đê, Tuyên Vương dỗ cách nào cũng không được. Tuyên Vương chỉ cảm thấy sợ hãi và tức giận. Nếu năm đó nàng thật sự chết đuối trong hồ nước ở Từ Gia, hắn sẽ không có cơ hội gặp nàng. Đừng khóc, ta sẽ báo thù cho nàng. Tuyên Vương muốn bênh vực người của mình, Hương Vân không dám để hắn báo thù cho mình hay đại cô nương Từ Gia. Hiện tại nàng chỉ mong bình an. Nếu Tuyên Vương đẩy nàng đến nơi đầu sóng ngọn gió, hoàng hậu nương nương trong cung sẽ làm thịt nàng. Vương gia, đó là chuyện lúc nhỏ, khi đó nhị cô nương mới 5 tuổi, tiểu hài tử không hiểu chuyện, ta không bận tâm nữa, ngài đừng so đo với nàng. Hương Vân lo sợ nói. Năm đó nhị cô nương chỉ là tiểu hài tử, người đưa đại cô nương đến am ni cô là Lỗ Thị, người giết đại cô nương rồi sắp xếp nàng để che mắt thiên hạ cũng là Lỗ Thị, không liên quan đến nhị cô nương. Tuyên Vương trầm giọng nói, mẹ con họ bắt nạt nàng là chuyện xưa, nhưng bởi vì bọn họ mắng chửi nàng, hiện giờ cũng liên lụy đến thanh danh của bổn vương, nếu bổn vương không dạy dỗ họ thì khó chịu trong lòng. Hương Vân không còn gì để nói, người ta là vương gia, chẳng lẽ nàng khuyên vương gia nén giận đừng làm gì hết. Vậy ngài trừng phạt nhẹ thôi,
đừng trừng phạt họ quá mức, ta đã bị nói là hồ ly tinh. Ánh mắt lướt qua bờ vai hắn, Hương Vân bất an nhìn gương mặt lạnh nhạt của hắn, nhỏ giọng thương lượng. Vương gia thật sự trừng phạt mẹ con Lỗ thị, tin tức lan ra, người ngoài nhất định cho rằng vương gia ra mặt giúp nàng. Tuyên Vương nhìn dáng vẻ dè dặt của nàng, nhìn đôi mắt mờ sương của nàng, nghĩ đến nửa đêm qua mình giày vò nhiều lần như vậy, đây là lần đầu tiên nàng mở mắt nhìn hắn vì lo lắng bị người ta nói là hồ ly tinh, Tuyên Vương đột nhiên muốn trừng phạt nàng một trận. Nói nàng là hồ ly tinh chẳng lẽ oan lắm à, nếu nàng không phải là hồ ly tinh, tại sao cứ khiến hắn nhớ mãi? Trong lòng có ý tưởng, thân thể làm theo, Tuyên Vương nâng cằm mỹ nhân lên, dưới ánh mắt khiếp sợ của nàng, hôn lên đôi môi của nàng. Hắn ngại nước miếng của người khác dơ, không hiểu sao đôi môi của tiểu hồ ly càng nhìn càng đẹp, Tuyên Vương nhịn đã lâu, đêm nay hắn không muốn chịu đựng nữa. Hoa mai nở lần thứ hai bên trong rèm. Trong viện, Lưu Công Công ôm cánh tay run bần bật, không đúng a, đêm nay vương gia ở lại quá lâu phải không? Nhị cô nương Từ Gia năm nay 12 tuổi, từ thượng thư bận công vụ nên không quản chuyện trong gia đình, con cái hầu như đều do thê tử Lỗ thị dạy dỗ. Lỗ thị khắc nghiệt với trưởng nữ do người vợ cả để lại, đối với ba hài tử ruột khá tốt, đặc biệt là hai nhi tử. Trước đây nhị cô nương thường bắt nạt đại cô nương, sau đó đại cô nương dọn đến Amnico, so với hai đệ đệ địa vị của nàng ở nhà trở thành thấp nhất, nhị cô nương càng không phục nên càng gây chuyện, Lỗ thị hết cách, nữ nhi muốn gì thì cung cấp thứ nấy, dùng phần thưởng tài chánh để bù đắp khoảng thời gian mình lơ là nữ nhi. Lỗ thị cho rằng như vậy là tốt cho nữ nhi, kết quả nhị cô nương càng ngày càng khiến người ta không thích, sau khi vào kinh thấy kinh thành phồn hoa, lại ỷ phụ thân mình là công bộ thượng thư, nhị cô nương cũng làm mưa làm gió ở trong giới khuê tú, mỗi khi gặp từ thượng thư hoặc các trưởng bối, nàng giả vờ ngoan ngoãn hiểu chuyện để người ta thích. Nếu nhị cô nương thật sự là một cô nương ngoan hiền và nhân hậu, Tuyên Vương sẽ sắp xếp người kiềm chế nàng, nhưng nhị cô nương thường xuyên bắt nạt người khác, cố ý ức hiếp người khác ở những nơi các trưởng bối không thấy. Vậy thủ hạ của Tuyên Vương chỉ cần vạch trần gương mặt thật của nhị cô nương, một khi thanh danh đã hỏng, nhị cô nương không thể tìm được hôn phu như ý ở kinh thành. Trong một bữa tiệc ngắm hoa mai, nhị cô nương muốn trả thù một khuê tú đã xúc phạm nàng, tiểu cô nương khá tàn nhẫn, trước tiên sai nha hoàng bên cạnh đập vỡ một tảng băng trong hồ, che lại, rồi cố ý dẫn khuê tú đến đó, đợi khuê tú rơi vào hố băng, tuy nhị cô nương kịp thời gọi người đến cứu đối phương, nhưng khuê tú kia đã bị cống trong nước lạnh, chịu nhiều đau khổ. Khuê tú bị rơi xuống nước quá choáng váng vì lạnh cống, không thể tiết lộ sự thật, nhị cô nương Từ Gia muốn nói thế nào cũng được. Đúng lúc này, một tiểu nha hoàn của chủ nhà chạy tới, nói rằng nàng thấy tất cả, hố băng là do nhị cô nương Từ Gia đào trước, mọi người cẩn thận kiểm tra hố băng, quả nhiên là do người làm. Lúc này, thanh danh tàn nhẫn độc ác của nhị cô nương Từ Gia lập tức lan truyền, nữ nhi hung ác như vậy, Lỗ thị cũng không tốt đẹp gì. Lại nhắc đến năm xưa chuyện đại cô nương Từ Gia rơi xuống nước, tám phần là do nhị cô nương cố ý làm hại, Lỗ thị muốn bảo vệ thanh danh của nữ nhi mình nên vu oan rằng đại cô nương là người ác, còn nhẫn tâm ném vào Amnico. Loại chuyện tai tiếng này của các gia đình giàu có, mấy ai quan tâm đến sự thật, người xung quanh đồn chuyện gì thì bọn họ nói lại chuyện đó, Tuyên Vương sai người châm ngòi, thanh danh của Lỗ thị và nhị cô nương xấu hẳn, ngược lại đại cô nương Từ Gia trở nên đáng thương vì bị mẹ kế bắt nạt, cha ruột không thương. Người ngoài xem náo nhiệt, Tạ hoàng hậu và mẫu thân Vĩnh Bình hầu phu nhân của Tuyên Vương Phi đã nhìn ra được, Tuyên Vương thật sự yêu thích mỹ nhân Từ Thị. Vĩnh Bình hầu phu nhân hỏi Tạ hoàng hậu nên làm gì? Tạ hoàng hậu không có cách nào. Mẫu thân ruột quản nhi tử nhiều sẽ khiến nhi tử sinh lòng phiền chán, huống chi bà chỉ là dưỡng mẫu. Khi Từ Thị mới được sủng ái, bà đã nhắc nhở Tuyên Vương phải mưa móc cho đều, bề ngoài Tuyên Vương đã hứa nhưng thật ra không để lời bà trong lòng. Về phủ không sủng Từ Thị, nhưng liên tục mấy tháng không đặt chân vào hậu trạch, chẳng phải là đang giận dỗi bà. Chỉ trách chất nữ Tuyên Vương Phi nghĩ quẩn, ở vương phủ mà không biết lấy lòng vương gia, không có hành động khống chế những thiếp thất. Bà ở trong cung, bàn tay quá dài sẽ khiến Tuyên Vương hận bà, một chút tình cảm mẫu tử sẽ mất. Thôi, vương gia muốn sủng ai thì sủng đi, hắn gây ra chuyện này, Từ Thị coi như mất lòng nhà mẹ ruột. Không có nhà mẹ ruột làm hậu thuẫn, nàng được yêu thương cũng không vượt qua được vương phi và thế tử. Tạ hoàng hậu quyết định để mắt đến chuyện lâu dài, không tranh giành thời điểm này. Vĩnh Bình hầu phu nhân đành phải nghe lời bà. Tuyên Vương trút giận thay Hương Vân, hắn lại không tới Lãm Vân Đường,
chỉ bảo Lưu Công Công truyền những chuyện bên ngoài đến Lãm Vân Đường. Ý tứ này gần như được trực tiếp viết trên giấy, hắn muốn mỹ nhân chủ động đến lấy lòng hắn, cầu xin hắn tiếp tục sủng nàng, sủng một cách công khai mà không phải lén lút nửa đêm, hai người vừa gần gũi nóng bỏng vừa im lặng giả vờ là một giấc mộng. Lưu Công Công truyền lời cho Ngọc Lan và Tuyết Lan, sợ làm sai sẽ bị vương gia phạt hắn, Lưu Công Công nghiêm khắc uy hiếp hai nha hoàng một trận, nếu bọn họ không thể thuyết phục từ chủ tử, hắn sẽ đổi hai đại nha hoàng mới cho từ chủ tử. Ngọc Lan và Tuyết Lan ở Lãm Vân Đường rất thoải mái, ngoài sự ngốc nghếch và không biết lấy lòng vương gia, từ chủ tử đối với hạ nhân bọn họ rất tốt, không đánh chửi, không nói nặng, nếu đổi đến chỗ khác, làm sao có thể may mắn như vậy. Lưu Công Công vừa rời đi, Ngọc Lan và Tuyết Lan đi dỗ chủ tử chịu thua vương gia. Mẹ con Lỗ Thị bị quả báo, Hương Vân cũng thoải mái trong lòng, nhưng nàng sợ hoàng hậu nương nương trong cung, không dám công khai đi tạ ơn vương gia, nên bàn với Ngọc Lan và Tuyết Lan, vào buổi tối nàng sẽ lén đến chính viện, tựa như vương gia tới chỗ nàng. Ngọc Lan thở dài, nhất định không được, ngài sợ lạnh nhất, nếu vương gia không quan tâm chuyện ngài bị cảm lạnh thì trước đây đã tuyên ngài đến hầu hạ, hắn đâu cần chịu cảnh bị giày vò hàng đêm. Tuyết Lan gật đầu, đúng đó, Lưu Công Công nói, vương gia muốn ngài công khai đi mời sủng. Hương Vân cúi đầu. Ngọc Lan cho rằng chủ tử không hiểu mời sủng là thế nào, nàng đưa ra 7-8 ý tưởng, ví dụ như tự tay nấu cháo hoặc canh, hoặc là thêu túi tiền, túi thơm, đai lưng, giả vờ bị bệnh để thỉnh vương gia đến nhìn một chút, bọn họ sẽ nghĩ cách, chủ tử cứ làm theo là được. Hương Vân đã nghe tất cả. Nàng biết ơn vương gia mới lạ với cơ thể nàng cũng muốn hầu hạ vương gia để trả ơn, nhưng nàng sợ quý nhân trong cung tìm nàng kiếm chuyện. Nàng không dám mời sủng, cách duy nhất Hương Vân có thể nghĩ ra để báo đáp vương gia là tiếp tục lén lút nửa đêm với hắn. Mặc dù Ngọc Lan và Tuyết Lan cùng nhau phản đối, Hương Vân vẫn ngủ sớm, đến canh hai thức dậy, trang điểm đơn giản, mặc áo dày nhất, phủ thêm hai lớp áo choàng, thắt dây mũ thật chặt, cầm lò sưởi tay trong tay, thậm chí còn uống vài ngụm rượu mạnh còn sót lại mà lần trước vương gia mang đến. Chuẩn bị xong mọi thứ, Hương Vân dẫn Ngọc Lan lén lút rời Lãm Vân Đường. Vương phủ rất lớn, đêm nay không có ánh trăng, tháng chạp sắp đến, nước đóng thành băng vào ban đêm ở kinh thành. Hương Vân nghĩ rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ, đi một lúc mới phát hiện nàng đã sơ suất một chuyện, mang ít tất, đế giày hơi mỏng, mỗi bước đi giống như đạp lên viên gạch đá đông cứng, vừa lạnh vừa cứng. Cuối cùng đi đến trước cửa viện của vương gia, chân Hương Vân đã tê rần vì đông lạnh. Ngọc Lan run rẩy tiến lên gõ cửa. Tiểu thái giám gác cổng mở cửa, biết được là từ chủ tử, vội vàng đi thông báo cho Lưu Công Công trước, tội nghiệp Lưu Công Công, đang nằm trong chăn ấm. Đột nhiên từ chủ tử rơi từ trên trời xuống, là từ chủ tử mảnh mai sợ lạnh nhất, hắn giật mình bò ra khỏi chăn nhảy xuống đất, suýt nữa mang giày ngược. Lưu Công Công vừa sai tiểu thái giám nhanh chóng mời chủ tử vào, mời lặng lẽ, vừa vội vàng đi thông báo cho vương gia. Tuyên vương gần đây đợi mỹ nhân chủ động đến mời sủng, đợi hơi lâu, tuyên vương không vui, nằm trên giường một đổi mới ngủ. Bị Lưu Công Công đánh thức, biết nàng đến mời sủng vào lúc hơn nửa đêm, tuyên vương tức giận muốn đuổi nàng đi. Vừa định mở lời, nghĩ đến trời lạnh biết bao, tuyên vương khoác thêm áo choàng mà Lưu Công Công đưa, nghiêm mặt đi ra ngoài. Hương Vân đã được tiểu thái giám dẫn vào, khí thế hùng hổ của tuyên vương thổi bay tấm rèm, đối diện với cơn gió lạnh hắn hít một hơi, khi hắn chăm chú nhìn thì thấy có một nữ nhân trùng kín mít như trái cầu đang đứng ngoài cửa, nhìn áo choàng có thể đoán là nữ nhân, khuôn mặt của nàng bị hai lớp mũ che kín, chỉ nhìn thấy một chút cằm. Hương Vân chuẩn bị hành lễ, bóng người trước mắt lướt qua. Tuyên vương nghiêm mặt bước tới, ôm nàng đi vào phòng. Lưu Công Công gọi thái giám đi chuẩn bị canh gừng, nước nóng và khăn đã được đem tới, phòng ngừa vương gia muốn cho từ chủ tử dùng. Tại sao ngươi không khuyên? Lưu Công Công bất lực hỏi Ngọc Lan. Ngọc Lan cảm thấy uất ức, vừa định giải thích, hai dòng nước mũi chảy ra. Nàng mặc ít hơn chủ tử một áo choàng, dù sinh ra và lớn lên ở kinh thành cũng không chịu được cái rét lạnh của ban đêm. Lưu Công Công nhìn thấy, vừa ghét bỏ vừa thương hại, không dạy dỗ Ngọc Lan nữa, gọi tiểu thái giám thu xếp một gian phòng cho nàng, chịu đựng một đêm. Ngọc Lan dỗi, không cần, chút nữa ta phải đưa từ chủ tử về. Lưu Công Công nghĩ thầm, đưa cái rắm, tuyên vương có thể đành lòng để từ chủ tử bị giày vò à. Bên trong phòng, tuyên vương đặt Hương Vân lên giường. Lúc đầu muốn nhét thẳng nàng vào chăn cho ấm nhưng nàng mặc quá nhiều, tuyên vương đành phải cởi hai áo choàng trước. Lúc này Hương Vân đã đông cứng, không làm gì được,
nàng giống như một đầu gỗ nhìn hắn bận rộn. Tuyên Vương ném áo choàng, thấy nàng cầm lò sưởi tay, cũng không quá ngốc, vừa định thở vào thì thấy khuôn mặt trắng bệch và cái mũi đỏ ửng của nàng vì bị đông lạnh. Không mắng được, Tuyên Vương nhanh chóng cởi giày thêu của nàng, ôm Hương Vân chui vào chăn, dùng thân thể sưởi ấm cho nàng. Hương Vân run rẩy không ngừng trong vòng tay hắn, cả tay và mặt đều lạnh, đôi chân nhỏ gần như bị đông lạnh thành cục băng. Tuyên Vương gập chân, nhét hai chân nàng vào ngực. Hai người ôm thật chặt, khi Hương Vân từ từ ngừng run, Tuyên Vương mới cắn răng hỏi, bản vương đã nói, không cho phép nàng tới ban đêm. Hương Vân rũ mi, một đổi lâu mới hỏi nhỏ, vương gia không muốn ta hầu hạ hay sao? Tuyên Vương nắm chặt bàn chân nhỏ của nàng, nổi nóng, nàng hầu hạ bản vương, hay là bản vương hầu hạ nàng? Hương Vân không phản đối được, tựa như gây thêm nhiều phiền phức cho vương gia. Vương gia, canh gừng đã được nấu xong, đem vào được không? Lưu Công Công ở bên ngoài thăm dò. Tuyên Vương đắp chăn kỹ rồi để Lưu Công Công vào. Lưu Công Công bưng hai chén canh trên khay, đặt trên cái bàn nhỏ bên ngoài giường, Lưu Công Công khom lưng lui ra. Tuyên Vương bưng chén canh tới, đỡ Hương Vân dậy uống. Hương Vân biết cơ thể mình yếu đuối, hai tay cầm chén canh, ngoan ngoãn uống hết. Tuyên Vương ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn nàng, thấy khuôn mặt nàng dần dần khôi phục sắc mặt hồng hào, cuối cùng cũng giống người sống, sự tức giận trong lòng hắn mới vơi. Uống thêm chén nữa, Tuyên Vương đặt chén không xuống, cầm chén khác tới. Hương Vân lắc đầu, khuyên hắn, vương gia uống đi, vừa nãy ngài ra ngoài cũng bị gió. Tuyên Vương miễn cưỡng uống nửa chén còn lại vẫn muốn nàng uống. Hương Vân từ chối không được nên đành phải uống. Lúc nằm xuống, hai người đều nóng hầm hập. Hương Vân nắm chặt vạt áo, lông mi hơi run rẩy, nghĩ thầm không biết đêm nay vương gia có muốn nàng không. Tuyên Vương cũng dỗi không muốn chạm vào nàng, giận lâu như vậy, nàng không đến cũng có thể chịu đựng, nàng nằm bên cạnh thơm ngào ngạt, Tuyên Vương không chịu nổi. Hắn ôm nàng, đắp mền gấm kín mít, lộ ra chút bờ vai của mỹ nhân, Tuyên Vương lập tức kéo chăn, sợ nàng lạnh. Bên trong rèm tối mờ mịt, Hương Vân nằm trong lòng vương gia chưa bao lâu, trên đường vang lên tiếng mõ canh ba. Âm thanh này nhắc nhở Hương Vân, nàng cần trở về. Nàng muốn đi thì bị Tuyên Vương đè xuống, không ai nhường ai, cuối cùng nàng bị Tuyên Vương làm. Hương Vân mệt mỏi ngủ thiếp đi. Ngủ một giấc đến rạng sáng, Hương Vân bị hôn cho tỉnh, hôn lên mặt khiến nàng rất ngứa. Nàng mở mắt, thấy khuôn mặt của vương gia, hàng mi dài của hắn rủ xuống, hôn rất nghiêm túc, có vẻ rất hưởng thụ. Ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, Hương Vân đột nhiên có phản ứng, đẩy hắn ra, lo lắng hỏi, vương gia, hiện tại là mấy giờ? Thấy nàng sợ, Tuyên Vương mỉm cười, nằm lại trên gối nói, không còn sớm, bây giờ nàng đi ra khỏi đây, nhất định sẽ bị phát hiện. Nghe vậy, Hương Vân tái mặt. Tuyên Vương nhíu mày nói, ở kinh thành đã không còn ai nói nàng là hồ ly tinh, nàng sợ điều gì? Sợ vương phi đối phó với nàng. Nàng chỉ lo nuôi dạy thế tử, sẽ không để ý người nào được ưu ái. Hương Vân biết vương phi không quan tâm, nhưng... Thôi, trời đã sáng, thanh danh nàng nửa đêm lén đến đây quyến rũ vương gia muốn xóa cũng không được, tin tức truyền vào trong cung, hoàng hậu muốn đối phó với nàng, nàng tránh sủng cũng không thay đổi được điều gì. Hương Vân yên lặng nhìn vương gia bên cạnh. Khi nào vương gia sẽ chán nàng? Đợi đến lúc vương gia chán, bắt đầu yêu thích mỹ nhân mới, hoàng hậu sẽ không nhìn chằm chằm nàng nữa phải không? Tuyên Vương rất hài lòng với sự chủ động lấy lòng của Từ thị tối hôm qua, nhưng hắn không muốn trong phủ đàm tiếu chuyện Từ thị quyến rũ hắn lúc nửa đêm, cho nên trước khi đi làm việc, hắn dặn dò Lưu Công Công để chủ tớ Từ thị ở ẩn trong chính viện một ngày, ban đêm trời tối, hắn đi cùng nàng về Lãm Vân Đường. Lưu Công Công làm việc này rất tuyệt vời, không hề bị rò rỉ. Hương Vân đã thành công tạ ơn vương gia mà không bị lộ, vốn còn muốn tiếp tục tránh sủng, Tuyên Vương hết kiên nhẫn việc che giấu, ngày hôm sau công khai tới Lãm Vân Đường, chính thức khôi phục lại sự yêu thích đặc biệt của hắn đối với Hương Vân. Nàng đừng suy nghĩ nhiều, không cần biết nàng có phải là hồ ly tinh hay không, chỉ cần nàng hầu hạ ta chu đáo, ta có thể bảo vệ nàng an toàn. Tuyên Vương vừa ôm nàng hôn, vừa thấp giọng bảo đảm. Hơi thở của nam nhân như ngọn lửa, cùng với thân thể như lò sưởi của hắn đã xua đi cái lạnh giá của mùa đông, Hương Vân cảm nhận được sự nhiệt tình của vương gia, đột nhiên không sợ nữa. Một bên là vương gia, một bên là hoàng hậu, nàng lấy lòng người này sẽ mất lòng người kia, nếu phải chọn lựa một bên để lấy lòng,
thà rằng lấy lòng vị vương gia sẵn sàng ban cho nàng sự yêu thương ấm áp. Ban ngày, Hương Vân ngoan ngoãn làm đầu gỗ, không cho người khác có cơ hội tìm chỗ sai. Tới buổi tối, không ai có thể lén lút nhìn bên trong rèm trướng, nàng một lòng một dạ hầu hạ vương gia, dùng cách mà hắn thích nhất để đền đáp phần ân sủng. Hai người sống như cặp đôi mới cưới, trong mắt không có người khác, Trương Trắc Phi và các thiếp thất vừa hâm mộ vừa ghen ghét, nhưng đã bị vương gia cảnh cáo một lần, bọn họ không dám âm thầm đụng tay đụng chân chuyện gì nữa, chỉ đợi mỗi tháng đến thời điểm thỉnh An Vương Phi vào ngày mùng 1, chua chát khen Từ Thị đôi câu rằng khí sắc nàng rất tốt, có ý khiêu khích Vương Phi ra tay đối phó với sủng thiếp. Hương Vân im lặng lắng nghe. Tuyên Vương Phi nhàn nhạt uống trà, tiếp tục như không có việc gì liên quan đến mình. Sau năm mới, Thuần Khánh Đế đột nhiên tuyên bố muốn phát động cuộc viễn chinh phương Bắc, dự định làm cho năm bộ lạc ở giữa Thảo Nguyên phải cúi đầu khuất phục. Thuần Khánh Đế có tham vọng lớn, 10 năm trước vừa lên ngôi đã đánh lên phía Bắc và thu phục 7 bộ lạc của người Hồ ở Tây Bắc, lần này Thuần Khánh Đế nhắm vào vùng giữa Thảo Nguyên, làm ngơ sự phản đối của các đại thần, kiên trì phái binh xuất phát, còn muốn cử ra một vị vương gia đến thành Thái Nguyên quan trọng của biên giới để giám sát trận chiến nhằm nâng cao tinh thần. Các đại thần không mấy lạc quan về cuộc viễn chinh phương Bắc lần này, cho nên nhiệm vụ giám sát trận chiến của vương gia không phải là mồi ngon. Thái tử đã mất sớm, hiện tại trong triều có 3 vị vương gia, nhị hoàng tử Hoài Vương, tam hoàng tử Tuyên Vương và tứ hoàng tử Giản Vương. Hoài Vương là người gầy như cây gậy tre, bảo hắn ngâm thơ và làm câu đối còn được, võ nghệ chẳng biết gì. Giản Vương là người mập mạp, nghe nói lên ngựa cần 2 thái giám đỡ. Hoài Vương, Giản Vương đều không muốn đi. Hai huynh đệ đều không đi, Tuyên Vương chủ động xin ra trận, 3 huynh đệ không thể nào đều lùi bước, mất mặt phụ hoàng. Lão Tam dám đi, Long Nhan của Thuần Khánh Đế rất vui mừng, đồng thời rất chướng mắt hai nhi tử kia, chỉ cần giám sát trận chiến, thành Thái Nguyên gần với tiền tuyến, có 30 vạn đại quân chắn phía trước, chẳng lẽ để cho vương gia rơi vào tình hình nguy hiểm. Thuần Khánh Đế khuyến khích Tuyên Vương, Tạ Hoàng hậu không vui, kêu Tuyên Vương tới phàn nàn một hồi. Bà bồi dưỡng một hoàng tử dễ dàng lắm hay sao, thật vất vả nuôi dạy một người bình an trở thành phong vương, hắn thì giỏi rồi, còn trẻ mà dám ra chiến trường xem náo nhiệt, lỡ như có gì sơ suất, chẳng khác nào bà đã phí công tốn sức. Cho dù còn sống, nếu cuộc viễn chinh phương Bắc bị thất bại, người giám sát cuộc chiến là Tuyên Vương cũng bị thần tử và bá tánh chỉ trích và mất uy tín. Tuyên Vương hiểu sự lo lắng của Tạ Hoàng hậu, không phải bà sợ hắn bị thương mà sợ công giả tràng. Tuyên Vương chỉ nói, mẫu hậu yên tâm, vì người, nhi thần sẽ bảo trọng bản thân. Tạ Hoàng hậu nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp, không yên tâm thì thế nào, thánh chỉ đã ban ra, bà có thể ép Tuyên Vương kháng chỉ hay sao? Tuyên Vương muốn đi giám sát trận chiến, nhưng không ai biết cuộc viễn chinh phương Bắc lần này sẽ kéo dài bao lâu, dù sao bên cạnh vương gia cũng phải có người hầu hạ, Tuyên Vương chọn Từ Thị và Cao Thị, để hai mỹ nhân mà Tạ Hoàng hậu mới ban thưởng cho hắn năm ngoái tháp tùng hắn đến Thái Nguyên. Khi đại quân chuẩn bị xuất phát, Tuyên Vương truyền lời về phủ yêu cầu Vương Phi thu xếp hành lý cho hắn, Từ Thị và Cao Thị, hắn ở trong cung bàn bạc với Thuần Khánh Đế. Đối với Hương Vân, chỉ cần vương gia muốn nàng làm bạn, ở Kinh Thành hay ở Thái Nguyên không có gì khác biệt, cẩn thận thu dọn hành lý là được. Cao Thị rất vui, háo hức chuẩn bị. Trương Trắc Phi không dám làm phiền Hương Vân nên tới chỗ Cao Thị châm chọc, nói rằng vương gia mới trừng phạt Cao Thị chưa bao lâu, lần này để Cao Thị đi cùng chẳng qua là ngụy trang cho Từ Thị mà thôi, tránh việc Từ Thị bị người ta chỉ rõ là hồ ly tinh chuyên sủng. Làm sao Cao Thị không biết được, nhưng có thể đi theo vương gia đến Thái Nguyên là vinh quang, có thể ở bên cạnh vương gia là có cơ hội, không chừng ngày nào đó vương gia chán Từ Thị sẽ tới phòng nàng ngủ, còn hơn Trương Trắc Phi phải ở lại kinh thành chờ đợi uổng công. Hai người ăn miếng trả miếng, cả hai đều chọc tức lẫn nhau. Hai ngày sau, Hương Vân và Cao Thị lần lượt ngồi xe ngựa riêng, đi theo vương gia đến thành Thái Nguyên. Thành Thái Nguyên đã chuẩn bị sẵn một phủ đệ cho Tuyên Vương Điện Hạ, Tuyên Vương vội vàng bàn bạc chiến sự với các tướng lãnh, sống trong quân doanh nhiều ngày, mọi việc trong thành giao cho Lưu Công Công giải quyết. Lưu Công Công biết ý vương gia, trực tiếp sắp xếp cho Từ chủ tử ở trong hậu viện của vương gia, sắp xếp cho Cao chủ tử tới biệt viện một mình, coi như nhắc nhở Cao chủ tử, vương gia không muốn sủng nàng. Phải biết ngụy trang cho tốt để lấy công chuộc tội, nếu tiếp tục mê muội mà không hiểu là tự tìm đường chết. Cao Thị ở biệt viện thất vọng thở dài, Hương Vân hơi lo lắng cho vương gia trong quân doanh. Nàng không hiểu đánh giặc, chỉ cảm thấy chiến trường rất nguy hiểm,
Từ lúc Vương gia phái Vương Phi đến nhắc nhở nàng rằng nàng cũng đến đây, Hương Vân chưa gặp lại Vương gia, không biết Vương gia ở Thái Nguyên chỉ cần giám sát trận chiến hay là phải ra chiến trường, nếu đi, Vương gia có gặp nguy hiểm không? Bên cạnh có thị vệ bảo vệ không? Hương Vân có biết bao nghi ngờ nhưng nàng không dám hỏi ai, kể cả Ngọc Lan, sợ mình vô tình phạm phải bất kỳ điều cấm kỵ nào. Nói nhiều sẽ hớ, lúc Hương Vân còn ở Amni cô đã hiểu đạo lý này. Nàng chỉ có thể chờ. Mọi người đến Thái Nguyên vào cuối tháng 2. Giữa tháng 3, các tướng sĩ của triều đại đã giành được chiến thắng nhỏ trên chiến trường, Tuyên Vương mới trở về thành từ doanh trại. Gần một tháng không gặp, Hương Vân phát hiện Vương da đen hơn, sờ trên mặt cũng thô ráp hơn lúc ở kinh thành, nhưng sức lực cũng mạnh hơn, nàng có chút không chịu đựng nổi. Tuyên Vương đã kìm nén quá, cả ngày ở cùng với các tướng sĩ mồ hôi nhễ nhãi túi hoắt, trở về gặp mỹ nhân trong nhà, chỉ cảm thấy mỹ nhân càng đẹp càng thơm. Thôi được, đêm nay không bắt nạt nàng, nhìn nàng thật tội nghiệp. Hôn những giọt nước mắt thỉnh thoảng rơi xuống mặt nàng, Tuyên Vương nói đầy bất đắc dĩ, thích thân thể mảnh mai của nàng nhưng lại quá yếu ớt, thời gian tách ra hơi lâu một chút, phải dỗ thật lâu mới có thể khiến nàng thả lỏng. Hương Vân khóc đến độ vành mắt đỏ hoe giống như hóa trang, mãi đến khi hắn buông nàng ra, Hương Vân mới ngừng rơi nước mắt, ngoan ngoãn dựa vào lòng hắn. Có nhớ ta hay không? Tuyên Vương hôn nàng rồi hỏi. Hương Vân nghĩ một đống vấn đề, hiện tại người đã trở lại, nàng lần lượt hỏi Vương gia có ra chiến trường không? Có bị thương hay không? Lần này trở về bao lâu? Khi còn ở kinh thành, hắn là Vương gia phú quý, không cần Hương Vân lo lắng, hai người ở bên nhau ngoài việc chơi cờ và vẽ tranh giết thời gian thì quấn quýt say mê trong rèm. Hiện tại chiến trường đang ở phía trước, quân địch giết người không chớp mắt, không cần biết ngươi có phải là Vương gia hay không đều phải đánh phải giết. Hương Vân rốt cuộc có chuyện để lo. Tuyên Vương chưa từng nghe nàng nói nhiều như vậy, mỗi một câu đều lo lắng cho hắn, Tuyên Vương vô cùng hưởng thụ, ôm nàng trả lời từng câu một. Thật tiếc vì dù sao hắn cũng đến để giám sát trận chiến, không thể lưu luyến hương thơm nữ nhân lâu được, đoàn tụ với mỹ nhân một đêm, ngày hôm sau trở về quân doanh. Lần này hắn trở về, Hương Vân biết tình hình của hắn ở quân doanh, biết Vương gia không cần dẫn binh ra chiến trường, chỉ ngồi ở hậu phương. Thỉnh thoảng đi thăm chiến trường cũng có thị vệ tinh nhuệ để bảo vệ, khả năng gặp nguy hiểm là rất ít, Hương Vân yên tâm, nàng đọc sách hoặc luyện chữ để giết thời gian. Cuối tháng 3, Nguyệt sự luôn theo quy luật của Hương Vân không tới. Nàng không nhớ nhưng trong lòng Ngọc Lan hiểu rõ, đợi thêm 7 ngày, Nguyệt sự của chủ tử vẫn chưa tới, Ngọc Lan rất kích động, nhắc nhở chủ tử trước, chủ tử, Nguyệt sự của ngài đã muộn 7 ngày, ngài có tin vui phải không? Hương Vân ngạc nhiên, có tin vui. Ngọc Lan mỉm cười nhìn bụng nàng. Lúc này Hương Vân mới nhận ra ý của Ngọc Lan, nàng cũng cúi đầu, ngơ ngác nhìn bụng mình. Thật sự mang thai hài tử ư? Hương Vân chưa từng tưởng tượng về hài tử. Khi nàng bị người ta lừa bán thì vẫn là hài tử, từ ngày đó toàn chịu đau khổ, bị người đánh, bị người mắng, đến lúc vào vương phủ mới có cuộc sống thoải mái, nhưng cũng chôn tai họa ngầm tận đáy lòng, sợ một ngày nào đó thân thế bị người ta vạch trần. Vương gia chẳng những không thương nàng, còn chặt đầu nàng. Với cuộc sống như thế, làm sao Hương Vân nghĩ tới chuyện mang thai? Nhưng bây giờ, Hương Vân nhớ lại đêm Vương gia trở về, bởi vì nàng khó chịu, ban đêm Vương gia chỉ thương nàng một lần, nhưng ngày hôm sau lại ôm nàng trước khi đi. Không thể nào, ở Vương phủ đã làm biết bao lần đều không có mang, ở đây mới 2 lần đã có thai. Hương Vân không tin, dặn dò Ngọc Lan, chờ chút đi. Có lẽ đổi chỗ nên không quen với khí hậu, ngươi đừng nói ra. Đương nhiên Ngọc Lan nghe lời chủ tử. Chủ tớ tiếp tục chờ, chưa chờ được nguyệt sự nhưng giữa tháng 4, Tuyên Vương cách một tháng lại trở về, trong ánh mắt mang theo sự háo hức. Hai bên giằng co đã lâu trên chiến trường. Hôm qua đối đầu, Tuyên Vương không nghe theo lời khuyên của cố tướng quân, cưỡi ngựa ra giết giặc. Mặc dù mới một trận đã bị các tướng sĩ ngăn cản phải trở về, đây là lần đầu tiên Tuyên Vương tự tay chém giết kẻ địch, sự phấn khích còn nhiều hơn so với sóng gió mà hắn ra lệnh cho Lưu Công Công phải xử lý vài thái giám và cung nữ nhỏ. Tuyên Vương 23 tuổi vẫn còn rất trẻ, hắn cố ý mặc áo giáp nhuốm đầy máu tươi của giặc đến gặp mỹ nhân, muốn khơi dậy sự quan tâm của nàng, sau đó ôm nàng dỗ dành, cười nàng ngốc nghếch. Vương gia mong đợi bấy lâu khắp người đầy máu, Hương Vân tất nhiên sẽ sợ hãi khi nhìn thấy, nhưng đi tới gần hắn, ngửi mùi máu tanh nồng. Chưa kịp nói câu nào quan tâm thì Hương Vân đã nôn ra trước. Cũng may đã gần trưa, bữa sáng đã tiêu hóa hết,
trong bụng không có gì, nếu không thì tất cả đã nôn lên người vương gia, cho hắn thêm chút mùi. Tuyên vương thấy mỹ nhân nhát gan sợ vì thấy máu nên đã cởi áo giáp ngay tại chỗ, chỉ mặc áo trong, vỗ nhẹ vào lưng nàng. Hương Vân nôn đến tái cả mặt, Ngọc Lan lo lắng, không nhịn được nên nói với chủ tử, vương gia, chủ tử có thể bị buồn nôn, nàng sợ ngài bị phân tâm ở quân doanh nên không cho ta nói. Tuyên vương ngạc nhiên nhìn mỹ nhân trong vòng tay mình. Đây không phải là lần đầu tiên hắn làm cha, có thể Tuyên vương phi và Trương Trắc phi không được hắn yêu thích, chỉ có người trước mặt này mới là nữ nhân mà hắn hy vọng sẽ sinh hài tử cho hắn. Người đâu, truyền thái y. Lần này Tuyên vương tới thành Thái Nguyên, Thuần Thánh Đế đặc biệt chỉ định hai thái y cho nhi tử, phòng khi đau đầu nhức óc, Lan Trung địa phương không sử dụng được. Tuyên vương đưa một thái y đến quân doanh, để lại một người ở trong phủ đệ. Vương gia gọi, thái y lập tức tới bắt mạch cho từ chủ tử, mạch tượng ăn khớp, hỏi vài câu, biết nguyệt sự của từ chủ tử đã chậm một tháng, tất nhiên là có thai. Thái y, Lưu Công Công và Ngọc Lan đều chúc mừng hai vị chủ tử, Tuyên vương còn vui hơn đánh thắng trận, nhìn Từ thị mỉm cười. Đối diện với ánh mắt vui sướng của vương gia, Hương Vân rất chột dạ, dựa theo thân phận thật sự thì nàng không đủ tư cách hầu hạ vương gia, hiện tại lại mang thai máu mủ của vương gia, nếu có thể giấu sự thật thì đương nhiên không có gì lo lắng, chỉ sợ ngày nào đó, vương gia phát hiện mình bị lừa gạt sẽ bỏ rơi đứa nhỏ này. Trong lúc nhất thời, Hương Vân cảm thấy mình có lỗi với vương gia, có lỗi với đứa nhỏ này. Buổi tối Tuyên vương vẫn ở bên cạnh Hương Vân. Có thai là chuyện vui, sao nàng lo lắng? Tuyên vương phát hiện sự khác lạ của nàng, nắm tay nàng hỏi. Vương gia vẫn luôn đối với nàng rất dịu dàng, có liên quan đến việc muốn sinh đứa nhỏ này hay không? Hương Vân hỏi, vương gia, phụ thân ta tuy là thượng thư, nhưng mẫu thân ta mất sớm, thanh danh của ta không tốt, không xứng với vương gia. Hiện tại được vương gia ưu ái, yêu thương, tương lai vương gia chán ta, bỏ rơi ta cũng không sao, chỉ sợ khi đó vương gia sẽ ghét đứa nhỏ này bởi vì thân phận thấp kém của ta, nếu như thế, ta sinh nó, chẳng phải nó quá đáng thương hay sao? Hài tử không được ai thương sẽ sống rất khó khăn, nếu vương gia không thể hứa với nàng, Hương Vân thà rằng không sinh đứa nhỏ này. Tuyên vương càng nghe càng cau mày chặt hơn. Cái gì bỏ rơi nàng cũng không sao. Là ý nói nàng không quan tâm đến sự yêu thương của hắn, hắn tới chỗ nàng hay không cũng không sao cả. Về phần hài tử, mặc dù hắn không thích Tạ Vương Phi và Trương Trắc Phi, nhưng hắn làm tròn trách nhiệm của phụ vương để nuôi dạy Huyển Nhi và Thước Nhi, Từ thị là nữ nhân đầu tiên hắn đặt trong lòng, hài tử mà Từ thị sinh ra, bất kể là nam hay nữ, hắn sẽ cưng chiều như Minh Châu, làm sao lại ghét bỏ. Khi hắn đang vui mà nói những lời rầu rĩ này, Tuyên vương rất muốn khiển trách nàng, đột nhiên có chút lạnh nơi ngực, Tuyên vương cúi đầu nhìn thì phát hiện nàng đang khóc thầm. Tuyên vương chợt nhớ tới thân thế của nàng, từ nhỏ không có mẫu thân, phụ thân không thương, mẹ kế còn vứt nàng vào am ni cô, nàng nhất định sợ tương lai hết được yêu thương, hài tử của nàng sẽ trở nên đáng thương giống nàng nên mới bất an như thế. Từ lúc nàng vào phủ vẫn luôn rụt rè và thận trọng, không dám nhận sự yêu thương, để tránh tai mắt của người khác mà dám lén lút đi tìm hắn vào lúc nửa đêm, đây là kết quả của quá nhiều đau khổ khi còn bé, nếu nàng được các trưởng bối chăm sóc cẩn thận giống Tạ thị và Trương thị, cớ gì không dám mang thai. Tuyên vương không biết hắn sẽ thích nàng trong bao lâu, nhưng đối với đứa nhỏ trong bụng, và cả những đứa trong tương lai, Tuyên vương có thể hứa, hài tử của bổn vương, không cần biết mẹ ruột là ai, bổn vương đều sắp đặt sự giáo dục tốt nhất cho nó, nuôi dạy nó trưởng thành, nàng yên tâm dưỡng thai. Đừng suy nghĩ lung tung. Hương Vân lại hỏi, nếu ta phạm phải sai lầm không thể tha thứ, vương gia vẫn yêu thương đứa nhỏ này hay sao? Tuyên vương cười, với lá gan to như hạt mè của nàng, mắc phải sai lầm là điều hiếm có, còn phạm phải lỗi không thể tha thứ, nàng coi trọng bản thân quá. Khi mỹ nhân hỏi vấn đề này, Tuyên vương cũng chân chính hiểu ý nàng, chẳng qua là đang làm nũng với hắn, muốn nghe lời ngon tiếng ngọt. Vẫn thương, cho dù nàng phạm phải tội lớn bị chém đầu, bổn vương vẫn yêu thương đứa nhỏ này. Nâng cầm nàng lên, Tuyên vương cười nói. Hương Vân không nói đùa, duỗi một ngón tay út về phía hắn. Tuyên vương nhìn nàng nghi ngờ. Hương Vân giải thích, dân gian có câu đồng dao, ngoéo tay treo ngược, 100 năm không thay đổi, ý là nếu hai người đồng ý một sự việc, sau khi ngoéo tay thì không bao giờ thay đổi, nhất định sẽ làm được. Vương gia ngoéo tay với ta sẽ tin ngài. Trong ký ức, chuyện cuối cùng nàng và ca ca làm là ngoéo tay, ca ca nói rằng hắn sẽ đem đường về cho nàng ăn.
Hương Vân không biết ca ca có quên thỏa thuận này hay không, nhưng nàng không quên. Trong mắt nàng có một loại ánh sáng, tựa như đối với nàng mà nói, con nít chơi trò ngoéo tay còn hiệu quả hơn giấy trắng mực đen. Tuyên Vương mỉm cười, nghiêm túc ngoéo tay với nàng. Hương Vân cũng cười. Lo dưỡng thai nhé, tranh thủ sinh một tiểu tử mập mạp. Tuyên Vương hôn lên đỉnh đầu nàng. Có nhi tử, hắn sẽ thỉnh phong trắc phi cho nàng. Hương Vân ngoan ngoãn ừ. Vội vàng một chuyến, Tuyên Vương lại trở về quân doanh. Các đại thần đoán trước không sai, hiện tại có lẽ không phải là thời điểm tốt nhất cho cuộc viễn chinh phương Bắc, các tướng sĩ chiến đấu rất gian nan, mỗi một chiến thắng nhỏ đều đổi bằng máu của các tướng sĩ, càng trầm trọng hơn chính là, đôi khi các tướng sĩ bị thương và chết vô số nhưng vẫn thất bại, mới tấn công lãnh thổ đã bị người Hồ cướp lại ngay lập tức. Tình hình căng thẳng, Tuyên Vương bắt đầu 2-3 tháng mới trở về thành một lần, về vội vàng, đi cũng vội vàng, có đôi khi không ở lại qua đêm. Vào thu, khí trời trở nên lạnh lẽo, quần áo của các tướng sĩ mỏng manh nhưng không có hy vọng chiến thắng, Tuyên Vương thương tiếc cho các tướng sĩ, gửi sổ con vào kinh, hy vọng phụ hoàng ngừng cuộc chiến. Thuần Khánh Đế hồi âm cho hắn rất nhanh, mắng nhi tử một trận, yêu cầu nhi tử nghĩ cách tuyển quân ở địa phương, triều đình cũng sẽ gửi tấm quân, lương thực, áo bông đến, không thắng trận này thì chiến sự không dừng. Tuyên Vương cảm nhận được sự quyết tâm của phụ hoàng. Nếu chiến sự không kết thúc, Tuyên Vương lập tức ra lệnh cho các vùng phủ thành, huyện và thị trấn xung quanh Thái Nguyên mở rộng việc tuyển nam đinh nhập quân, chỉ cần bá tánh chịu tòng quân, bất kể hắn hoặc người nhà của hắn trước kia phạm phải chuyện gì, triều đình sẽ không truy cứu, lập công trên chiến trường sẽ được ban thưởng, bao gồm tù tội và tử tù cũng có thể tha tội. Lệnh này vừa được ban hành, các nam nhi có nhiệt huyết muốn đền đáp triều đình đều tòng quân, những tù nhân và những kẻ đào tẩu không có hứng thú đền đáp triều đình muốn được miễn tội cũng được nhà người khuyến khích để tòng quân, thậm chí có cả tướng cướp cũng lao ra, khí thế dân trào xông pha ra chiến trường, thề muốn kiếm quân công, vợ con được hưởng đặc quyền, làm rạng rỡ tổ tiên. Tuyên Vương giám sát trận chiến cũng không dễ dàng, hắn bàn bạc chiến thuật với các tướng lãnh, hoặc nghiên cứu việc bố trí quân theo địa hình thảo nguyên. Trong lúc đình chiến hắn đích thân đi giám sát các tướng sĩ luyện tập võ nghệ, thậm chí còn cùng các tướng sĩ đọ sức. Từ lúc tới đây, Tuyên Vương không hề núp đằng sau để xem trận chiến, mà thay vào đó là mặc áo giáp ra trận giết địch. Lần đầu tiên giết địch, không kìm được máu huyết sôi trào, tận mắt chứng kiến biết bao cái chết, Tuyên Vương không còn coi giết kẻ địch là một trò chơi kích thích nữa. Hắn chỉ biết, hắn giết thêm một kẻ địch thì có lẽ bên mình chết ít đi vài chiến sĩ, có thể kết thúc trận chiến sớm một chút. Suốt năm nay, Tuyên Vương đều sống trên chiến trường. Một hôm khi đang đi trong quân doanh, hắn bỗng nhiên nghe được một giọng thật to đang khoe khoang chuyện cũ của mình, nói rằng hắn vốn là sơn tặc, cướp người giàu giúp người nghèo, cuộc sống rất sung sướng. Sau đó cướp một tiểu thư khuê các làm tức phụ, tiểu thư khuê các đã sinh nhi tử cho hắn còn coi thường hắn, mới vừa mang thai đứa thứ hai đã bắt hắn ra chiến trường lập công, tranh thủ sớm ngày thoát khỏi thân phận là sơn tặc, để ba mẹ con nàng có thể đàng hoàng đi ra ngoài gặp người. Một tiểu binh khinh bỉ, tức phụ của ngươi không ra gì, biết là lập công nhưng không coi mạng của ngươi là mạng người, trên chiến trường giết người không thấy máu, nàng biết cái gì, tám phần là mong ngươi chết trên chiến trường, nàng dẫn theo hài tử để tái giá với phu quân. Tiểu binh chưa kịp nói xong, đã bị người xuất thân là sơn tặc lớn tiếng đè đánh, tức phụ của ngươi mới không ra gì. Tức phụ của lão tử là tiểu thư khuê cát, đã đọc tứ thư ngũ kinh, nói toàn là đạo lý làm người đứng đắn. Ngươi nghe không hiểu thì câm miệng, còn dám nói xấu tức phụ của lão tử nửa câu, lão tử đánh nát đầu heo của ngươi. Tiết gia mau dừng tay, đánh chết người sẽ bị quân lệnh xử lý. Có người bên cạnh tới can, cuối cùng kéo hai người ra. Người bị đánh còn không phục, hét lên, là do ngươi ghét bỏ nàng trước, ta bắt chước ngươi nói hai câu lại mất lòng ngươi, chuyện gì thế này? Tiết gia kia mắng, tức phụ của lão tử nên lão tử nói thế nào cũng được, ai muốn ngươi lắm miệng. Người bên cạnh mỉm cười khuyên người bị đánh, ngươi ngốc quá, Tiết gia nhớ tức phụ và hài tử nên khoe với chúng ta, ngươi còn cho là sự thật. Ta nghe Tiết gia từng khoe rằng tức phụ của hắn là Quan Âm xuống trần, đẹp tàn bạo luôn. Tiết gia tự mình muốn tòng quân, muốn cho Quan Âm và hắn có cuộc sống tốt. Người bị đánh quất ức, vậy lúc nãy hắn nói. Đều là lão gia thô bạo, một lời không hợp là động tay động chân, giải thích rõ ràng lại trở thành anh em tốt. Tuyên Vương coi như nghe đùa, nghe xong lại trở về vương trướng của hắn. Sơn tặc nhớ tức phụ, Tuyên Vương cũng nhớ từ mỹ nhân của hắn, tính ngày tháng, vài ngày nữa sẽ sinh, hắn không ở bên cạnh,
không biết nàng có sợ hay không. Hai ngày sau, trên thảo nguyên có tuyết rơi dày đặc, không thể đánh nhau trước khi tuyết tan, Tuyên Vương nhân dịp này vội vàng lên ngựa chạy về thành. Vương gia đã trở lại. Lưu Công Công đã 3 tháng chưa gặp chủ tử, nhìn chủ tử vừa đen vừa gầy, hắn đau lòng. Tuyên Vương bày tỏ sự quan tâm đối với Từ thị trước, sinh chưa? Lưu Công Công vừa nghe đã cười, chưa, hôm trước tiểu chủ tử đá Từ chủ tử mạnh lắm, Từ chủ tử còn tưởng sắp sinh, vội vàng gọi người, kết quả tiểu chủ tử lại chưa muốn ra, đang ở trong bụng Từ chủ tử đợi. Tuyên Vương vừa nghe vừa sải bước vào hậu viện. Phòng ở đây đều được đốt địa long ấm áp, Tuyên Vương cởi áo choàng lông ném cho Ngọc Lan, ánh mắt luôn nhìn về phía mỹ nhân đang nhìn mình cười. Đã lâu không gặp, khuôn mặt Từ thị bầu bĩnh một chút, bụng lớn hơn, nàng sợ lạnh nên mặc nhiều hơn người khác, càng giống trái cầu, nhưng khuôn mặt vẫn đẹp như tiên nữ. Bắt đầu mùa đông có bị cảm lạnh hay không? Tuyên Vương vừa đỡ nàng ngồi lên giường vừa hỏi. Hương Vân mỉm cười lắc đầu, nàng đang mang thai, người xung quanh chăm sóc rất cẩn thận, bà đỡ được mời đến cũng yêu cầu nàng mỗi ngày đều phải đi ra ngoài một chút, nói là sẽ dễ sinh hơn. Khí sắc của nàng rất tốt, nhìn cũng yên tâm, Tuyên Vương không biết nên nói gì, chỉ cầm bàn tay bé nhỏ của nàng không ngừng xoa xoa. Làn da Hương Vân mỏng manh, bị bàn tay có vết chai của hắn xoa đau. Tuyên Vương nhớ nàng quá, không thể xoa nên kéo vào lòng, tránh bụng và hôn lên miệng. Nụ hôn này giống ngọn lửa rơi vào đống củi khô, cả hai không nỡ tách ra, chỉ mong có thể hòa vào nhau ngay lập tức cho sảng khoái. Chưa hôn đủ, bụng Hương Vân đột nhiên đau, không phải một chút mà đau liên tục. Nàng còn cố chịu đựng, khi Vương gia buông nàng ra, Hương Vân lo lắng nói, Vương gia, hình như ta sắp sinh. Tuyên Vương tắt lửa ngay tức khắc, nhanh chóng kêu bà đỡ đến hỗ trợ. Mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa, bà đỡ cười nói với nam nhân đang ở bên cạnh Từ chủ tử, Vương gia trở về, tiểu chủ tử nóng lòng muốn gặp phụ vương, không chờ nổi nên muốn ra gặp ngài. Tuyên Vương rất hưởng thụ, nhẹ nhàng rờ bụng Từ thị, nhẹ nhàng nói, nương con mang thai vất vả, chút nữa con ra nhanh chút, đừng giày vò nàng quá lâu. Bụng Hương Vân nhúc nhích, không biết có phải hài tử đáp lại phụ vương hay không. Tuy nhiên, thanh danh phụ vương của hắn rõ ràng vô dụng, Hương Vân đau một ngày một đêm, hoàng hôn ngày hôm sau mới khó khăn sinh ra một tiểu công tử nặng 6 cân, may mắn mẫu tử đều bình an. Hương Vân kiệt sức, sinh xong không bao lâu đã chìm vào giấc ngủ say. Tuyên Vương ôm tả lót ngồi bên cạnh nàng, không ai biết nàng sợ đau biết bao nhiêu hơn hắn, nhìn nhi tử trong vòng tay, Tuyên Vương rơm rớm nước mắt. Hắn muốn ở vài ngày với nàng, ôm nhi tử mà nàng vất vả sinh ra, nhưng các chiến sĩ ở tiền tuyến cũng rời xa quê hương. Nhớ nhung thê tử nhưng không thể đoàn tụ, bản thân hắn là vương gia, nên làm tấm gương tốt, ở trong thành quá lâu sẽ khiến các tướng sĩ thất vọng và buồn lòng. Hôn nhi tử, rồi hôn nữ nhân của mình, Tuyên Vương nhẫn tâm rời đi. Hương Vân vừa cảm giác tỉnh dậy, phát hiện vương gia đã đi rồi, chỉ để lại một tờ giấy cho nàng. Phía trên là tên vương gia đặt cho nhi tử, Tiêu Luyện. Khi Tiêu Luyện được 5 tháng, Tuyên Vương mới trở về lần nữa. Lần trước gặp mặt, Tiêu Luyện mới sinh ra, hiện giờ tiểu gia hỏa đã biết lật, trắng trẻo mập mạp rất hoạt bát, Tuyên Vương bế nhi tử không nỡ buông ra. Tiểu Tiêu Luyện cũng không sợ người lạ, đôi tay bé nhỏ bụ bẩm vỗ mặt phụ vương, vỗ vai phụ vương, chơi đùa thân thiết với phụ vương. Hương Vân ở bên cạnh nhìn, mãi đến bữa tối, nhũ mẫu ôm nhi tử đi, nam nữ không gặp đã lâu mới ôm nhau. Sao vẫn còn như tiểu cô nương vậy? Tuyên Vương khàn giọng nói bên tai nàng. Hương Vân không hiểu ý hắn, mọi việc đều tùy hắn. Một đêm triền miên, sáng sớm hôm sau Tuyên Vương phải đi, Hương Vân rời giường, ăn sáng với hắn rồi đưa hắn ra cửa. Tuyên Vương ôm nhi tử, không lãng phí thời gian đoàn tụ, một nhà ba người đi ra khỏi chính viện, thấy mỹ nhân Cao thị trang điểm hoa hòe loè loẹt đứng cạnh bức tường ngăn, bên cạnh chỉ có một tiểu nha hoàn. Nhìn thấy Tuyên Vương, Cao thị cười thẹn thùng, bước tới với thứ gì đó trong tay. Tuyên Vương nhìn Từ thị bên cạnh. Hương Vân rũ mắt giống đầu gỗ. Chuyến đi này của Cao thị có tác dụng ngụy trang, nghĩ đến điểm này, Tuyên Vương dừng chân, chờ Cao thị tự mình mở miệng. Cao thị vô cùng trân trọng cơ hội hiếm có lần này, cúi đầu trước Tuyên Vương, hai tay dâng lên đôi giày vải đế dày, nhẹ nhàng nói, vương gia ở trên chiến trường dẫn binh giết địch, thiếp không thể chia sẻ với vương gia, nghĩ đến ngày hè oi bức, mang chiến ủng che chân nên làm hai đôi giày vải cho vương gia. Vương gia thay đổi ở quân doanh sẽ thoải mái một chút. Tuyên Vương nhìn đôi giày của nàng, gật đầu nói, có lòng.
Cao Thị kích động nhìn hắn. Lưu Công Công bước lên nhận đôi giày, Tuyên Vương lại nói với Cao Thị, lui ra đi. Có thể thành công giao giày cho Vương gia, Cao Thị rất thỏa mãn, khi Vương gia mang giày của nàng làm thoải mái dễ chịu, thấy điểm tốt của nàng, lần sau Vương gia về phủ đệ, có lẽ sẽ tới viện của nàng, khi đó nàng chăm chỉ phụng dưỡng Vương gia, tranh thủ mang thai hài tử. Cao Thị hài lòng rời đi. Tuyên Vương bảo Lưu Công Công đưa hai đôi giày cho Ngọc Lan, nhìn Từ Thị nói, chiến ủng đúng là không thoải mái, nàng làm một đôi cho bổn vương theo kiểu này, làm xong thì phái người đưa đến quân doanh. Hương Vân nhìn hai đôi giày vải với ánh mắt phức tạp. Tuyên Vương vội vã xuất phát, hôn nhi tử, giao nhi tử cho nhũ mẫu rồi cưỡi ngựa rời đi. Ngọc Lan cùng chủ tử trở về hậu viện, thở phào nhẹ nhõm, làm ta hoảng hồn, còn tưởng vương gia cảm động với bên kia, hóa ra chỉ muốn để ngài học làm một đôi giày. Hương Vân không gượng nổi, nàng thà chịu đau một lần để sinh hài tử cho vương gia chứ không muốn chạm vào kim chỉ. Ngọc Lan hoàn toàn không biết gì cả, vô cùng vui vẻ chuẩn bị những thứ cần dùng cho chủ tử, vải giày và đế giày, còn có vài cây kim có độ dày khác nhau để làm giày. Hương Vân nhìn những cây kim đó, hình ảnh sống không bằng chết trong am ni cô lập tức hiện lên, nàng quay mặt, kêu Ngọc Lan mang đồ đi. Ngọc Lan thấy mặt chủ tử trắng bệch, nàng cũng hoảng sợ, nhanh chóng cất đồ đi, trở lại hỏi chủ tử đã xảy ra chuyện gì. Hương Vân cúi đầu nói, nữ công của ta không tốt, học không được, cũng không muốn học, ta sẽ giải thích với vương gia, ngươi đừng quản. Ngọc Lan làm sao dám quản, sắc mặt vừa nãy của chủ tử tựa như gặp quỷ. Hương Vân không làm giày được, sợ vương gia ở quân doanh chờ, mấy ngày sau viết một phong thơ, đồng thời còn nhờ người đem theo hai đôi giày do Cao Thị làm. Tuyên Vương căn bản không nhìn kỹ hai đôi giày do Cao Thị làm, đang ở trong quân doanh, đột nhiên nhận được đồ của Từ Thị, hắn cho rằng giày là do Từ Thị làm, ngồi một mình trong lều, cầm hai đôi giày ngắm nghía, vừa vui vẻ nàng làm đôi giày nhanh như vậy vừa mở thư ra xem. Hương Vân nói hai điều trong thư, một là nàng vụng về không biết làm giày, hai là thuyết phục vương gia mang giày của Cao Thị, không cần biết giày do ai làm, mang thoải mái là quan trọng nhất. Tuyên Vương đọc thư xong, niềm vui nhận được đôi giày đã biến mất, nắm đôi giày của Cao Thị ném ra ngoài. Vụng về cũng có thể học, nàng là một cô nương, có ngốc chẳng lẽ cũng không thể học nữ công. Chưa thử đã qua loa cho xong, còn đưa đồ của nữ nhân khác đến đây, nàng quá tự tin sẽ không thất sủng, hay là không quan tâm sự yêu thương của hắn, cố ý đẩy hắn về phía Cao Thị. Từ khi nhận được phong thư này, trên mặt Tuyên Vương không hề có nụ cười, các tướng sĩ sợ tới mức không dám đến trước mặt hắn. Tiểu thái giám mà Tuyên Vương đem đến quân doanh hầu hạ hắn là đệ tử của Lưu Công Công, thầy giỏi thì có học trò hay, tiểu thái giám cũng lanh lợi, hắn không thể xem nội dung của phong thư nhưng đoán rằng đôi giày vải đã khiến vương gia không vui nên phái người đem giày về thành Thái Nguyên, đồng thời chuyển lời nhắn cho sư phụ Lưu Công Công, vương gia rất vui khi thấy đôi giày, đọc xong thư thì giận dữ, ném giày đi. Lưu Công Công nhìn đôi giày trong tay và thở dài. Hôm đó Ngọc Lan đưa giày và thư cho hắn, Lưu Công Công rất ngạc nhiên, hỏi Ngọc Lan rằng từ chủ tử làm giày nhanh đến vậy sao? Ngọc Lan giải thích với hắn, Lưu Công Công đoán được vương gia sẽ nổi giận, nhưng từ chủ tử bảo hắn gửi thư và đồ đạc, Lưu Công Công phải thu xếp. Hiện tại vương gia gửi giày về lại, Lưu Công Công tự mình tới hậu viện, đau khổ hỏi từ chủ tử vì sao không muốn làm giày cho vương gia. Hương Vân vẫn nói vậy, ta thật sự không biết, ta không khéo tay, nếu được thì ta đã may đồ lót cho Tam gia từ lâu. Đây là ví dụ điển hình, Lưu Công Công lập tức hiểu rõ nữ công của từ chủ tử tệ đến mức nào. Tất cả mẫu thân trên đời này đều yêu hài tử mà mình sinh ra sau khi mang thai 10 tháng nhất, có đôi khi trượng phu bị bỏ lơ một bên, từ chủ tử chưa từng may quần áo và giày vớ cho Tam gia, vậy vương gia không có thì coi như cũng hiểu được. Tuy nhiên, hắn hiểu nhưng chưa chắc vương gia hiểu, biết đâu còn nổi trận lôi đình, không chấp nhận vì sao hắn không thể được đối xử tốt hơn so với Tam gia. Vậy ngài biết làm gì, cứ gửi chút đồ gì đó, không phải vương gia muốn đồ của ngài mà muốn ngài nhớ thương hắn à? Lưu Công Công không ngờ, có ngày hắn giúp một vị chủ tử chuyên sủng lấy lòng vương gia, nếu việc này truyền ra ngoài, người ngoài sẽ thắc mắc từ chủ tử dựa vào cái gì mà chiếm được sự thương yêu của vương gia. Hương Vân được Lưu Công Công chỉ điểm, cuối cùng cũng thông suốt, nhưng nàng có thể đưa vương gia cái gì? Nàng ngồi suy nghĩ miên man, Ngọc Lan muốn hỗ trợ gợi ý, Lưu Công Công trừng mắt nhìn nàng. Nếu muốn làm cho vương gia thật sự hài lòng, thứ này cần phải do từ chủ tử tự mình nghĩ ra, làm ra thì mới được.
Hai người lui xuống. Không có người quấy rầy, sự nôn nóng trong lòng từ từ bình tĩnh trở lại. Vương gia đang ở trên chiến trường, nàng hy vọng vương gia bình an, thứ duy nhất muốn đưa cho vương gia là sự bình an. Hương Vân không khéo tay, nhưng nàng có học vẽ bùa ở Amnico, loại bùa phổ biến nhất là bùa bình an. Hương Vân nhờ Lưu Công Công chuẩn bị vài tờ giấy vàng và mực đỏ, sau đó nàng ở trong thư phòng, cẩn thận vẽ bùa bình an, ngoài việc vẽ bùa còn viết câu kinh, sau khi bỏ đi vài lá bùa, cuối cùng Hương Vân hoàn thành một lá. Đợi mực khô, Hương Vân bỏ lá bùa bình an vào một túi thơm của nàng, viết phong thư và bỏ tất cả vào hộp, nhờ Lưu Công Công phái người đưa đến quân doanh. Tuyên Vương còn đang nổi nóng, khi biết nàng gửi đồ tới, sai người bỏ vào vương trướng, hắn tiếp tục thao luyện võ nghệ với các tướng sĩ. Tới tối, Tuyên Vương mới nghiêm mặt mở hộp ra. Nhìn thấy túi thơm, Tuyên Vương vừa nảy ra suy nghĩ, chẳng lẽ nàng học may một cái túi thơm, thì nhận ra đây là cái túi nàng thường đeo, hắn rất thích mùi hương đó, đã từng thưởng thức với nàng. Mở túi thơm ra, nhìn thấy lá bùa bình an, mặt Tuyên Vương càng cao có hơn, nàng đã đến cái chùa rách nát nào để cầu xin cho hắn. Mãi đến lúc đọc thư mới biết, lá bùa bình an là do nàng tự tay vẽ, Tuyên Vương đột nhiên đau lòng. Có tiểu thư khuê các đứng đắn nào biết vẽ bùa, nàng thật đáng thương, còn nhỏ đã bị đưa đến Amnico. Đau lòng, Tuyên Vương không nỡ trách nàng, cẩn thận cất bùa bình an vào túi thơm, cất bên cạnh. Khi hắn có cơ hội về lại thành Thái Nguyên, vẫn chỉ đến viện của Hương Vân. Ta vụng về, vương gia có trách ta không? Hương Vân xấu hổ hỏi vì tự biết mình không bằng Cao Thị. Tuyên Vương nắm tay nàng, nhéo và nhìn một chút, thở dài, ngốc thì ngốc đi, ngốc cũng có cái tốt. Nếu nàng quá thông minh, ngay từ đầu sẽ không khiến hắn thương tiếc như vậy, yêu thích không bỏ xuống được. Cuộc viễn chinh phương Bắc lần này kéo dài 5 năm, Tuyên Vương cũng giám sát cuộc chiến ở thành Thái Nguyên 5 năm. Tuy nói là giám sát nhưng thật ra đã tham gia vào cuộc chiến, hắn sống trong phủ đệ ở thành Thái Nguyên không quá nửa năm. Chiến sự kết thúc, Tuyên Vương dẫn các tướng sĩ Khải Hoàn trở về kinh thành, Hương Vân vừa về vương phủ không bao lâu lại khám ra hỉ mạch. Cao Thị hâm mộ muốn đỏ mắt, ngay cả Trương Trắc Phi đã sinh nhi tử cũng ghen ghét nghiến răng nghiến lợi, lo lắng nếu Từ Thị sinh thêm một đứa con trai sẽ qua mặt nàng. Tuyên Vương cũng lo lắng các nữ nhân ở hậu trạch sẽ làm hại Từ Thị vì ghen ghét nên đặc biệt sắp xếp bà đỡ dọn vào Lãm Vân Đường trước. Hắn định về kinh sẽ thỉnh phong Trắc Phi cho nàng, nếu lại có thai, vậy chờ đứa bé sinh ra mới xin thỉnh phong, nếu vẫn là con trai, lý do thỉnh phong càng đủ. Đầu mùa thu năm sau, Hương Vân có thêm một nhi tử, Tuyên Vương đặt tên là Tiêu Sý. Hương Vân sinh liên tiếp hai nhi tử, lại có công hầu hạ vương gia ở thành Thái Nguyên, Tuyên Vương vừa dâng sổ con, Thuần Thánh Đế lập tức phê chuẩn. Cũng chính hôm đó, Tuyên Vương phủ có thêm một vị Từ Trắc Phi. Vui không? Tuyên Vương ôm tiểu nhi tử, cười hỏi mỹ nhân mới được phong là Trắc Phi của hắn. Hương Vân mỉm cười với hắn, nhưng trong mắt vô cùng lo lắng. Nàng giả làm đại cô nương của Từ gia vào cung tuyển tú đã là khi quân, hiện giờ lại lấy thân phận của đại cô nương Từ gia để được phong làm Trắc Phi, có tính là khi quân lần nữa không? Hương Vân chỉ cảm thấy cái đầu trên cổ càng ngày càng không ổn, vương gia đối với nàng tốt thế nào, nàng vẫn lo lắng bị mất đầu. May mắn bên cạnh có hai đứa nhỏ khiến nàng bận rộn, nàng quản đứa lớn rồi chăm sóc đứa nhỏ, mỗi ngày đều có chuyện làm, không có nhiều thời gian để suy nghĩ về vấn đề thân thế. Thời điểm Tiêu Sý được 2 tuổi, ở kinh thành xảy ra vụ án của một người thợ thêu, Trường Hưng Hầu cưỡng ép một thợ thêu trong phủ vì cái chết của mẹ ruột, gây ra náo động toàn kinh thành. Bởi vì nạn nhân của vụ án này là thợ thêu, là hạ nhân của gia đình giàu có, bọn nha hoàn ở các phủ bàn tán nhiều nhất. Ngọc Lan cũng nghe nói nên đã kể cho chủ tử chuyện náo nhiệt này, bởi vì người thật sự phá án là Triệu Yến Bình còn chưa nổi tiếng, chỉ có một số quan viên ở Đại Lý Tự và chủ tớ của Giang Nam Thủy Tú mới biết hắn mới là người lập công, bá tánh bình thường bên ngoài tạm thời đặt công lao lên người Đại Lý Tự Thanh Lư Thái Công. Hương Vân rất kính nể Lư Thái Công, người luôn làm việc vì dân. Chỉ ở trong nhà suốt ngày, nàng không biết người ca ca ruột Triệu Yến Bình mà nàng nhớ mãi không quên đã vào kinh, và là người giải quyết vụ án thợ thêu này. Khi tam gia Tạ Dĩnh của Vĩnh Bình Hầu Phủ cưới vợ, Vĩnh Bình Hầu Phủ gửi thiệp mời cho Tuyên Vương Phủ, nhưng đúng lúc Tuyên Vương đưa thế tử gia ra ngoài làm việc, Tuyên Vương Phi không khỏe, không ai ở Vương Phủ đến Vĩnh Bình Hầu Phủ uống rượu mừng. Bọn nha hoàng ở Lãm Vân Đường mỗi người có nhiệm vụ riêng, ban ngày không dám bàn tán chuyện nhà mẹ ruột của Vương Phi, chỉ có buổi tối trước khi ngủ mới nói nhỏ đôi câu.
Nghe nói thê tử của Tạ Tam gia là con gái nhà nghèo ở Giang Nam, có ca ca làm quan ở Đại Lý Tự, chức quan cũng không cao, sao bám vào Tạ Tam gia được vậy? Hình như Tạ Tam gia gặp cô nương lúc đến Giang Nam làm việc, yêu từ cái nhìn đầu tiên, mấy năm nay vẫn luôn đợi người ta. Có thể khiến Tạ Tam gia chờ lâu như vậy, cô nương đó chắc chắn rất đẹp. Đương nhiên, người ta nói Giang Nam toàn mỹ nhân, làn da vừa trắng vừa mịn màng, ngươi xem chủ tử của chúng ta kìa, cũng đến từ Giang Nam, có thể thấy được rằng khí hậu Giang Nam nuôi dưỡng người rất xứng với danh tiếng. Hương Vân mơ hồ nghe nói đến tiệc cưới ở Vĩnh Bình Hầu Phủ, nhưng nàng không hỏi nhiều về nó, sợ Vương Phi nghe thấy sẽ không thích. Vương gia đối với nàng quá tốt, nàng ở Vương Phủ được yêu thương nên Hương Vân càng tuân thủ nghiêm ngặt các quy củ, không để người khác tìm ra nhược điểm. Vào giữa tháng 10, Tuyên Vương hoàn thành công việc rồi về kinh, vừa về phủ đã tới Lãm Vân Đường. Tuyên Vương 31 tuổi càng uy nghiêm, ba hài tử lớn trong nhà đều kính sợ hắn, chỉ có Tiêu Sí 3 tuổi là nghé con mới sinh nên không sợ cọp, còn chưa hiểu sự lợi hại của phụ vương, nhìn thấy phụ vương là làm nũng muốn được ôm, ngồi loi choi ở trên chân phụ vương, bất kể phụ vương hỏi cậu điều gì, cậu đều gật đầu, tựa như mình là một bảo bảo rất ngoan. Tuyên Vương dỗ hài tử xong thì kêu nhũ mẫu đưa cậu đi, hắn dẫn Từ Thị vào trong rèm. Hai người từ từ lớn tuổi, niềm vui trong rèm càng thêm phù hợp, Tuyên Vương trút bỏ tâm tư trong khoảng thời gian này, ông mỹ nhân hỏi câu có câu không, khoảng thời gian này ta không ở kinh thành, trong phủ có xảy ra chuyện gì không? Hương Vân suy nghĩ một chút, nói cho hắn nghe tất cả, toàn là những việc nhỏ liên quan đến bọn nhỏ, cuối cùng nói đến thiệp mời của Vĩnh Bình Hầu Phủ tháng trước. Tạ Dĩnh thành thân, Tuyên Vương biết, ca ca của tân nương tử là Triệu Yến Bình, đồ đệ mà Lư Thái Công mới nhận, là bạn cũ của Tạ Dĩnh, mới vào kinh thành chưa bao lâu, không có thành tựu gì. Tuyên Vương không nói với người bên gối những chuyện vụn vặt này. Tuyên Vương không ngờ, không bao lâu sau, người thuộc đảng phái của Hoài Vương và Huệ Phi đã chỉ ra và xác nhận Trắc Phi Từ Thị của hắn là con gái giả của Từ Gia, thân phận chân chính là muội muội bị thất lạc 19 năm của Triệu Yến Bình. Ở trên triều, nhiều người nhìn hắn, mặt Tuyên Vương không chút cảm xúc, nhưng trong lòng hắn đã dấy lên một cơn sóng lớn. Phụ hoàng coi trọng hắn rõ như ban ngày, mẫu tử Hoài Vương vẫn luôn muốn lật đổ hắn, không nắm được sai lầm của hắn nên đi đối phó với các quan hệ xui gia. Hoài Vương sẽ không dễ dàng ra tay, lần này đột nhiên chỉ kiếm về phía gia đình Từ Thượng Thư, tất nhiên là có bằng chứng. Tuyên Vương cũng không quan tâm đến Từ Thượng Thư, từ lúc Từ Thị vào phủ, biết Từ gia căn bản không dạy dỗ nàng như một cô nương của gia đình, Tuyên Vương chưa từng có sắc mặt tốt với Từ Thượng Thư. Tuyên Vương chỉ để ý đến Từ Thị, để ý nàng rốt cuộc có lừa hắn hay không. 9 năm, hắn yêu thương nàng 9 năm, làm bạn mỗi đêm suốt 9 năm. Vừa tan triều, Tuyên Vương trực tiếp ra khỏi cung để về phủ. Xuống xe ngựa, làm lơ thị vệ cung đình đang canh giữ ở ngoài vương phủ, Tuyên Vương không thay triều phục, đi thẳng đến Lãm Vân Đường. Vòng qua hành lang, nhìn thấy tiểu nhi tử Tiêu Sí loạn choạng chạy tới, gương mặt bầu bỉnh lấm lem dầu mỡ, đôi mắt to đen trắng rõ ràng đang vui vẻ nhìn hắn. Ma xui quỷ khiến, Tuyên Vương nhớ tới lúc nàng vừa mang thai Luyện Nhi đã từng lo sợ bất an, muốn hắn hứa hẹn cho dù nàng phạm phải sai lầm gì, hắn vẫn đối xử tử tế với hai đứa nhỏ. Năm đó hắn còn cười nàng quá coi trọng bản thân có thể mắc phải tội đáng chém đầu, liên hệ đến sự tố cáo trên triều hôm nay, Tuyên Vương gần như có đáp án. Vẻ mặt hắn lạnh hơn, Quách Nhũ Mẫu đang đuổi theo phía sau Sí Nhi, đưa Tứ Gia về rửa mặt. Nhũ Mẫu vội ôm tiểu Tứ Gia đi. Tuyên Vương tiếp tục đi về phía trước, chẳng mấy chốc đã vào thính đường, sau khi bước vào, cặp mắt phượng của hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Thị, quát bọn nha hoàn lui ra. Lưu Công Công luôn đi theo sau chủ tử, chờ bọn nha hoàn đều ra ngoài, hắn cúi đầu đóng cửa từ bên ngoài. Ánh sáng mờ đi, vẻ mặt u ám của hắn càng đáng sợ, Hương Vân chưa bao giờ thấy vương gia giận dữ như thế, nàng nghĩ tới những thị vệ đột nhiên xuất hiện bên ngoài vương phủ, vương gia không có khả năng phạm tội, Tuyên Vương Phi, Trương Trắc Phi và những người khác sống an phận ở vương phủ cũng không có khả năng phạm tội, chỉ có nàng, mang hai tội khi quân trên lưng. Lúc Ngọc Lan nói cho nàng biết thị vệ cung đình bao vây vương phủ, Hương Vân đã đoán được có thể thân thế của nàng đã bị lộ. Hiện tại vương gia đối với nàng lạnh như băng, trong lòng Hương Vân đã có đáp án. Nhưng giấu giếm lâu như vậy, bên Từ gia có người tố cáo hay sao? Vô thức cau mày, Hương Vân đi theo vương gia vào nội thất, hạ rèm xuống, nàng ngẩng đầu, thấy vương gia xanh mặt ngồi trên giường, hai tay nắm chặt, mu bàn tay trắng bệch,
nhìn nàng với ánh mắt u ám xa lạ. Hương Vân rất sợ, tuy đã tưởng tượng ngày hôm nay biết bao lần, nàng vẫn sợ chết, sợ bỏ lại hai đứa nhỏ, sợ bọn nhỏ không có mẫu thân sẽ vô cùng đáng thương, sợ liên lụy đến ca ca ở phương xa. Vương gia không mở miệng, Hương Vân đành phải chậm rãi tới gần hắn, nhẹ nhàng hỏi, Vương gia đột nhiên trở về là vì chuyện gì? Tuyên Vương nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng, ông một tia hy vọng cuối cùng, trầm giọng giải thích, hôm nay trên triều, có ngự sử buộc tội mẹ cả Lỗ thị của nàng, nói rằng năm xưa bà hại chết đại cô nương chân chính của Từ gia, sợ sự việc bị lộ sẽ làm hỏng thanh danh nên mua một người bên ngoài để giả làm con gái của Từ gia. Quả nhiên bị người ta tố cáo, sắc mặt Hương Vân có chút thay đổi, nhưng cũng chỉ hơi ngạc nhiên, dù sao nàng đã đoán được. Tuyên Vương đang đợi nàng phủ nhận, cho dù nàng giả vờ vô tội, quỳ xuống cầu xin hắn giúp nàng, Tuyên Vương sẽ thoải mái một chút, nhưng nàng vẫn bình tĩnh trước nguy hiểm, thay đổi sự nhát gan trong 9 năm qua, Tuyên Vương càng khẳng định, nàng là một quân cờ máu lạnh nguyện trung thành với Lỗ thị, chưa bao giờ có tình cảm với hắn, những dáng vẻ đáng thương đều là giả vờ. Tuyên Vương cả giận cười lớn, một thứ hàng giả gặp nguy hiểm mà không sợ, chẳng trách biết rõ mình là giả còn dám vào cung tuyển tú, Lỗ thị quả nhiên không chọn sai người. Hương Vân nghe vậy mới biết được người tố cáo thân thế của nàng cũng không đề cập sự bất đắc dĩ của nàng, Vương gia đã hiểu lầm nàng. Hương Vân lập tức quỳ xuống, dập đầu với nam nhân đầy sát khí, Vương gia, dân nữ thật sự không phải là con gái của Từ gia, nhưng dân nữ bị Lỗ thị khống chế, không có tự do, tuyển tú không phải là điều ta mong muốn, bị nương nương chọn cho Vương gia, dân nữ phải làm theo. Vương gia, dân nữ tự biết xuất thân thấp hèn không xứng với Vương gia, từ lúc vào phủ chưa bao giờ chủ động tranh sủng. Chưa bao giờ chủ động tranh sủng. Lời này giống như một cái tát vào mặt Tuyên Vương, Tuyên Vương nổi giận, chỉ muốn đạp đổ tất cả bàn ghế trong phòng, chưa bao giờ chủ động, ý của ngươi là, bổn vương lơ là nhiều quý nữ, chỉ thích một thứ hàng giả thấp hèn như ngươi, là do bổn vương bị mù, không được trách ngươi. Sao nàng dám? Nếu không phải do nàng giả vờ sợ đến vậy, nếu không phải do nàng giả vờ đáng thương như vậy, làm sao hắn sẽ từng bước chìm vào tấm lưới dịu dàng của nàng? Hai mắt đỏ bừng, Tuyên Vương thở gấp khó nhọc nhìn nàng. Hương Vân hoàn toàn tuyệt vọng, bao nhiêu triền miên đều biến thành mây khói thoảng qua, vương gia trước mắt là một vương gia muốn giết nàng. Hương Vân nhắm mắt lại, rơi lệ, dân nữ không dám, dân nữ muốn nói, ngoài việc bất đắc dĩ giấu giếm xuất thân, dân nữ không có lừa gạt vương gia bất cứ điều gì. Chuyện hôm nay xảy ra, dân nữ chấp nhận mọi trừng phạt từ vương gia, nhưng Luyện Nhi và Sĩ Nhi là máu mủ của ngài, bọn chúng vô tội, cầu xin vương gia đừng trút giận lên huynh đệ bọn chúng. Tuyên Vương không muốn nhìn nước mắt của nàng, hắn sải bước lướt qua nàng. Vương gia, ngài đã hứa, cho dù ta phạm phải sai lầm gì, ngài đều chăm sóc tốt cho Luyện Nhi và Sĩ Nhi. Hương Vân chỉ có một yêu cầu, nàng nhào tới ôm chân hắn, khóc lóc cầu xin. Khuôn mặt hai đứa nhỏ thoáng qua trong tâm trí, Tuyên Vương cười lạnh, hất cánh tay nàng ra, hờ hững nói, hài tử là của ta, ta sẽ tự nuôi nấng chúng trưởng thành, ngươi tự cầu nhiều phúc cho mình đi. Hương Vân bị giam trong Lãm Vân Đường, Tuyên Vương cũng nhốt mình trong thư phòng. Lửa giận chồng chất trong lồng ngực, không có chỗ trút ra, nơi đó tựa như bốc cháy, Tuyên Vương vén cổ áo, nhìn vào trong, toàn bộ trước ngực đều đỏ bừng. Có phải chỉ cần giết nàng mới có thể trút hết hận không? Nếu nàng thật sự là một quân cờ do Lỗ thị cẩn thận bồi dưỡng, tốn nhiều thủ đoạn dụ dỗ, lấy lòng và lợi dụng hắn, Tuyên Vương có lẽ đã giết nàng, sẽ không miễn cưỡng. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Tuyên Vương lại không thể không thừa nhận, nàng không chủ động mời sủng, từ đầu đến cuối đều là hắn chủ động cho nàng. Bị Lỗ thị ép thì sao, hắn đối với nàng tốt như vậy, nàng rõ ràng có thể nói ra nhưng vẫn chọn cách giấu giếm. Coi hắn là ngốc tử để lừa gạt rất vui phải không? Trong thư phòng đột nhiên có âm thanh chói tai của đồ sứ rơi xuống đất, Lưu Công Công đang canh giữ bên ngoài hoảng hồn, không dám đi vào, chỉ rất đau lòng vương gia nhà mình. Ngoại trừ từ chủ tử, ai có bản lãnh làm cho vương gia hờn dỗi? Đổi lại người khác, vương gia đã sớm xử lý đối phương, đâu cần nhịn đến tận đây. Sự tức giận sẽ làm tổn thương cơ thể, Lưu Công Công thật sự lo lắng rằng vương gia sẽ bị bệnh vì tức giận. Nhưng trong vương phủ to như vậy, ngoại trừ từ chủ tử, hắn không nghĩ ra ai có thể tới khuyên vương gia. Trong lòng vương phi có người khác, các thiếp thất khác đều coi vương gia là công cụ để có được vinh hoa phú quý, bốn vị tiểu gia không thích hợp nhúng tay vào chuyện này. Nghĩ đến đây, Lưu Công Công đột nhiên phát hiện, nếu từ chủ tử có chuyện gì,
Vương gia sẽ không có ai để nói lời thân mật. Sư phụ, ngài sao vậy? Tiểu thái giám chạy tới, vừa định nói chuyện, nhìn thấy sư phụ đang lau mắt, tiểu thái giám khiếp sợ hỏi. Lưu công công chùi mũi, lãnh đạm nói, mắt bị sót, sao ngươi không đợi phía trước, tới đây làm gì? Vào mùa đông thường có gió cát ở kinh thành, tiểu thái giám tin thật, nghiêm mặt nói, người của đại lý tự tới, thỉnh từ Trắc Phi đến đó thẩm vấn. Lưu công công thầm rùng mình, vội đi đến trước cửa sổ thư phòng, cao giọng bẩm báo, vương gia, đại lý tự thỉnh từ Trắc Phi qua đó. Thật lâu sau, bên trong mới vang lên giọng nói lạnh băng của nam nhân, đại lý tự phụng chỉ phá án, không cần ngăn cản. Lưu công công thở dài, kêu tiểu thái giám đi thu xếp. Hương Vân một mình đi ra khỏi Lãm Vân Đường, ra khỏi vương phủ. Gió bắc rít gào, nàng đã từng sợ lạnh, hiện tại chưa khoác áo choàng nhưng không hề cảm nhận, bất giác nhìn về phía sâu trong vương phủ. Nàng biết, Luyện Nhi và Sĩ Nhi đã bị vương gia nhốt lại, không cho bọn chúng ra ngoài, nhưng nàng vẫn muốn được gặp mặt chúng, có lẽ đây là lần gặp cuối cùng. Diêu công công, ta dập đầu cho vương gia được không? Hương Vân khóc và hỏi Diêu công công, chỉ có gặp vương gia, nàng mới có thể cầu xin ân huệ được gặp tạm biệt con trai. Dù sao cũng là người được vương gia chuyên sủng 9 năm, Diêu công công kêu người của đại lý tự chờ một chút, hắn đi xin chỉ thị của vương gia. Tuyên Vương còn đang ở trong thư phòng, nghe Lưu công công thuật lại, nói rằng nàng khóc cầu xin được dập đầu cho hắn, Tuyên Vương cười lạnh, dập đầu là giả, muốn nhìn mấy đứa con trai là thật. Cho tới bây giờ, nàng vẫn quan tâm đến hài tử nhất, tựa như không có hài tử, không có người nào đáng để nàng lưu luyến trong vương phủ. Không gặp. Lưu công công thở dài, lắc đầu với đồ đệ Tiểu Diêu. Không lâu sau khi Hương Vân bị đưa đi, Tuyên Vương đột nhiên đá văng cửa thư phòng, trầm mặt đi ra ngoài. Lưu công công hoảng sợ, vội vàng chạy theo, vương gia định đi đâu? Tuyên Vương, chuẩn bị ngựa. Lưu công công hiểu ra, chỉ huy tiểu thái giám mau đi thu xếp. Vương gia bước nhanh, tiểu thái giám liều mạng chạy, cuối cùng dắt ngựa đến kịp lúc vương gia ra trước cửa. Tuyên Vương xoay người lên ngựa, chạy thẳng đến đại lý tự. Ngay cả khi nàng có tội vẫn nữ nhân của hắn, là mẫu thân của hai đứa nhỏ, sống hay chết phải do hắn nói. Khi Tuyên Vương đến đại lý tự, trời đã chạng vạng, các nơi trong cung đều thắp đèn. Vụ án này liên quan đến một vị trắc phi của Tuyên Vương, hắn tới nghe cũng hợp tình hợp lý, Lưu Thái Công sai người đem ghế đến. Tuyên Vương ngồi bên trái phía dưới Lưu Thái Công, ngồi xong, hắn liếc mắt nhìn phu thê Từ Thượng Thư và Lỗ Thị gần nhất, sau đó nhìn về phía Từ Thị đang cúi đầu quỳ ở đó. Là một nghi can, đãi ngộ có thể tốt được bao nhiêu, nàng quỳ trên gạch đá lạnh lẽo cứng rắn, ở đây không có lửa than, nàng chỉ mặc một áo khoác trong nhà, hai tay chống trên mặt đất bị đông lạnh đến trắng bệch. Tuyên Vương nghĩ tới cái đêm nàng lén chạy tới chính viện để mời sủng. Hắn ôm chân nàng vào lòng hết sức yêu thương, e rằng cũng không hiếu thuận đối với hoàng đế lão tử đến độ này, nàng thì sao, không nói được với hắn lời thật lòng nào. Xứng đáng. Tuyên Vương ngoảnh mặt đi, khi hắn thấy rõ Liễu Thị và Thẩm Anh bên cạnh Triệu Yến Bình, không cần hỏi gì nữa, nàng chính là Triệu Hương Vân. Làm sao một nữ tử bị lưu lạc trong dân gian 19 năm lại lọt vào tay Lỗ Thị? Vì sao thất lạc với người nhà, trước khi bị Lỗ Thị bắt đóng giả làm con gái Từ gia, nàng ở đâu? Tuyên Vương không biết vì sao mình suy nghĩ những điều này, nhưng hắn không khống chế được, hắn đặt nữ nhân này trong lòng bàn tay yêu thương 9 năm, nàng đã trở thành một miếng thịt trên người hắn không nỡ cắt sạch sẽ. Tất cả mọi người đến đông đủ, Lưu Thái Công ngồi lại chỗ cũ, thẩm vấn Hương Vân lần nữa, nếu ngươi đã thừa nhận mình không phải là Từ Uyển Di, vậy ngươi là ai? Nguyên quán ở đâu? Hương Vân rất lạnh, trước khi vương gia tới nàng đã lạnh, vương gia tới, nàng càng lạnh hơn. Lúc người khác không hỏi nàng, trong đầu nàng toàn là hai đứa nhỏ, người ta hỏi, Hương Vân mới suy nghĩ và trả lời theo bản năng. Nàng là ai? Nàng là Triệu Hương Vân. Nhưng nàng phạm tội khi quân, nàng không thể để ca ca bị liên lụy. Đến cuối cùng làm ma, nàng chỉ có thể làm một hồn ma không tên không họ, không ai nhớ đến. Thân thể lạnh lẽo, trái tim không ngừng rơi lệ, trán của Hương Vân dán sát gạch, nức nở nói, dân nữ thất lạc với người nhà từ khi còn bé, từ lâu đã quên nhà mình ở đâu. Từ lúc dân nữ bị kinh ma ma đưa đến Amnico, am chủ của Amnico tra tấn ta ngày đêm, ép ta phải quên tên thật và hoàn toàn coi mình là Từ Uyển Di, dân nữ dần dần quên mọi chuyện. Lưu Thái Công chưa kịp nói chuyện, Tuyên Vương cười lạnh,
chất vấn, tra tấn ngày đêm. Tra tấn kiểu gì khiến ngươi quên tên thật? Sự hoảng sợ này quá giả, nàng rõ ràng nhớ rõ, từ lâu đã lo lắng sẽ rơi đầu. Đã từng là người bên gối, đương nhiên Hương Vân nhận ra giọng nói Tuyên Vương, tiếng cười lạnh khiến cả người nàng run rẩy, nói không ra lời. Tuyên Vương không nhìn thấy mặt nàng, đoán nàng đang tìm cớ, lập tức hỏi Ni Cô đang quỳ phía sau, ngươi là nhân chứng ở Am Ni Cô. Ngươi nói đi. Đang ở Đại Lý Tự, Tĩnh Văn Sư Thái không dám giấu giếm, trước tiên nhấn mạnh rằng mọi việc là do Am chủ làm, không liên quan đến bà, sau đó lần lượt kể tất cả những sự việc trong quá khứ, nàng nói. Dạy dỗ tiểu cô nương không thể dùng roi và gậy vì sẽ để lại vết sẹo, dùng kim là thích hợp nhất, đau nhiều nhưng sẽ không để lại sẹo. Theo lời kể của Tĩnh Văn Sư Thái, Hương Vân dường như quay về Am Ni Cô lần nữa, nàng nằm trên mặt đất, dần dần khóc không thành tiếng, vừa khóc vừa nghĩ tới hài tử. Hương Vân ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn về phía Tuyên Vương, vương gia, dân nữ thật sự không cố ý lừa gạt ngài, dân nữ đã quên mọi chuyện, dân nữ cũng không sợ chết. Chỉ lưu luyến Luyện Nhi và Sĩ Nhi, ngài đừng trút giận lên bọn chúng. Chẳng lẽ tất cả sự dịu dàng đều là giả sao, bởi vì thân phận của nàng đã thay đổi, hắn không hề thương nàng chút nào sao? Hương Vân không cầu được sống, chỉ cầu xin hắn đối xử tử tế với hai đứa nhỏ. Nàng khóc rất nhiều, nhưng Tuyên Vương chỉ nhìn thấy hình ảnh nàng trong Am Ni Cô, một bé gái nho nhỏ bị lão Ni lấy kim đâm, không có chỗ trốn, khóc cũng không có ai bảo vệ, hôm nay chịu đựng xong. Ngày mai lại tiếp tục, ngày qua ngày, suốt 5-6 năm, thậm chí ngủ cũng không yên, say rượu cũng bị người ta đâm. Hắn thà rằng mình bị thương chứ không động đến một đầu ngón tay của nữ nhân, vậy mà lại bị một lão ni trong Am Ni Cô tra tấn ngày đêm. Trán và mu bàn tay đã nổi gân xanh, Tuyên Vương nhìn chằm chằm Tĩnh Văn Sư Thái đầy hung ác, ngươi đã vào kinh, tại sao Am chủ không tự mình tới vạch trần? Am chủ ở đâu? Hắn muốn tự tay chém bà ta một vạn khúc. Tĩnh Văn Sư Thái bị ánh mắt đầy sát khí của hắn dọa sợ, nhưng bà cũng không biết Am chủ ở đâu, đã bị một người không quen biết bắt đi từ lâu. Tuyên Vương nhắm mắt. Người đầu tiên nhìn thấy Thẩm Anh là người của Vĩnh Bình Hầu Phủ, Tạ Dĩnh chưa từng gặp Hương Vân trong Vương Phủ, Vĩnh Bình Hầu Phu Nhân và Tạ Hoàng Hậu ở trong cung đã gặp, đảng phái của Hoài Vương có thể tìm được Tĩnh Văn Sư Thái, chứng tỏ Am chủ bị người của Tạ Hoàng Hậu bắt, giấu ở nơi nào đó chờ tương lai sẽ đối phó với Hương Vân. Đối phó với sủng phi của hắn. Tiếp theo là Hương Vân nhận người nhà, Tuyên Vương nhắm mắt lại cũng có thể phân biệt được giọng của nàng từ tiếng khóc của ba nữ nhân. May mắn thay Triệu Yến Bình vẫn còn thông minh, biết đẩy tội khi quân của Hương Vân lên đầu Lỗ Thị vì đã ép nàng, thỉnh Lư Thái Công chủ trì công bằng. Ý vương gia thế nào? Tuyên Vương lạnh lùng nói, đại nhân cứ xử theo lẽ công bằng, đừng lo lắng cho bổn vương. Nói xong, Tuyên Vương sải bước rời đi. Hắn đi gặp phụ hoàng trước, cầu xin phụ hoàng phạt Triệu thị nhẹ chút. Được phụ hoàng nhận lời, Tuyên Vương đi gặp Tạ Hoàng hậu. Tạ Hoàng hậu đang ăn tối, biết hắn tới nên ra lệnh cung nữ chuẩn bị thêm một bộ chén đũa. Tuyên Vương không ăn, hắn đến đây không phải để dùng bữa, nói với Tạ Hoàng hậu về vụ án mà Đại Lý Tự đang xử. Tạ Hoàng hậu thở dài, Triệu thị cũng có số khổ, bị người ta ép phạm phải tội khi quân. Coi như nàng có công sinh hai nhi tử cho con, ta sẽ đến gặp hoàng thượng để cầu xin cho nàng không bị mất mạng. Tuyên Vương nói với gương mặt vô cảm, không dám phiền mẫu hậu, nhi thần đã cầu xin phụ hoàng, nhi thần tới gặp mẫu hậu vì hy vọng mẫu hậu giúp nhi thần tìm một người. Tạ Hoàng hậu nghi ngờ, con muốn tìm ai? Tuyên Vương nhìn bà nói, am chủ định từ của Am Ni Cô, bà hại Triệu thị, nhi thần không giết bà thì khó có thể hả giận. Nhi thần sẽ phái người đi tìm bà ta. Nhưng nhân lực của nhi thần có hạn, khẩn cầu mẫu hậu cũng phái chút nhân lực hỗ trợ, bất kể sống hay chết, chỉ cần mẫu hậu giúp nhi thần tìm được định từ, nhi thần vô cùng biết ơn. Tạ Hoàng hậu nhíu mày, ngập ngừng, ngự sử muốn tố cáo từ thượng thư cũng chưa tìm được định từ, ta. Tuyên Vương không nói gì, chỉ nghiêm nghị nhìn bà. Tạ Hoàng hậu nói bất đắc dĩ, được rồi, nếu con kiên trì, ta sẽ phái người tìm giúp con. Tuyên Vương chắp tay, đa tạ mẫu hậu. Nhi thần cáo lui. Tạ Hoàng hậu nhìn bóng dáng của hắn, sắc mặt tối sầm. Bà thật sự không ngờ, Hoài Vương và Huệ Phi cũng phát hiện sự tương đồng giữa Thẩm Anh và Triệu Thị, cũng điều tra được Am Ni Cô ở Từ Châu Phủ. Hiện tại sự việc vỡ lở, với tài trí của Tuyên Vương, đoán được định từ Sư Thái đang ở trong tay bà là hết sức bình thường. Tạ Hoàng hậu chỉ không nghĩ tới,
Tuyên Vương sẵn lòng đến trước mặt bà để vén tấm màn này vì Triệu thị. Tuyên Vương tới gặp bà đòi người, bà cho, còn có thể vớt sự, vô cùng biết ơn, bà không cho, Tuyên Vương không làm gì được bà nhưng có thể đối phó với chất nữ. Hương Vân trải qua một đêm trong nhà giam cùng với mẫu thân Liễu thị, ca ca Triệu Yến Bình và muội muội Thẩm Anh. Ca ca an ủi nàng, nói rằng tội của nàng không đến mức bị chém đầu, bảo nàng đừng quá sợ hãi. Hương Vân mỉm cười gật đầu, thật ra trong lòng vẫn sợ, càng sợ hơn trước đây, lúc trước chỉ lưu luyến hai đứa nhỏ, hiện tại còn thêm ba người thân. Nếu thật sự sống sót, cho dù không được gặp lại hai đứa nhỏ, nàng có thể nghe được tin tức của chúng, còn có người nhà làm bạn, nàng đã thấy mãn nguyện. Rạng sáng ngày hôm sau, Hương Vân mới phát hiện mẫu thân ngủ nhưng nắm tay nàng suốt đêm. Ánh sáng mờ mờ, Hương Vân nhìn thấy nếp nhăn nơi khóe mắt của mẫu thân, nàng cũng là mẹ, biết mấy năm nay nàng khổ cực, mẫu thân không tìm được nàng, trong lòng nhất định cũng khổ, còn ca ca. Hương Vân quay đầu, nhìn về phía bên kia của nhà giam. Triệu Yến Bình thức dậy sớm, vẫn luôn nhìn muội muội, phát hiện muội muội nhìn sang, hắn mỉm cười. Hương Vân cũng cười. Kỳ thật vẫn xa lạ, ca ca trong trí nhớ mơ hồ là nam hài tử, ca ca trước mắt sắp 30 tuổi, vóc dáng cao lớn uy nghiêm, nhưng máu mủ rút ngắn khoảng cách giữa hai người, hắn trông lạnh lùng nhưng Hương Vân nhìn thấy thân thiết. Không lâu sau khi cả nhà bốn người ăn xong bữa sáng, Lư Thái Công tự mình dẫn người tới tuyên chỉ, nhóm người Lỗ thị bị xử tử toàn bộ, Từ Thượng Thư bị cách chức quan, ba đời con cháu không thể làm quan, Hương Vân bị mất danh hào Trắc Phi nhưng vẫn là thiếp thất của Tuyên Vương, sự trừng phạt dành cho nàng vậy là nhẹ, Triệu Yến Bình, Liễu Thị và Thẩm Anh không có tội, được thả ngay lập tức. Nhìn khuôn mặt đang tươi cười của Lư Thái Công, Hương Vân đột nhiên cảm thấy như đang nằm mơ. Nàng không những còn sống, còn có thể tiếp tục ở lại Vương Phủ, tiếp tục làm bạn với hai đứa nhỏ. Lư Thái Công cười nhắc nhở nàng, nghe nói, Vương gia đến gặp Hoàng thượng để cầu tình. Cho dù đáng thương cũng là tội khi quân, nếu không nhờ Tuyên Vương cầu tình, chưa chắc Hoàng thượng sẽ tha cho một tiểu nữ nhân. Vương gia ư? Nghĩ đến những lời lạnh nhạt của Vương gia trước khi nàng rời Vương Phủ, thậm chí không chịu gặp nàng, cuối cùng lại là hắn cho nàng cơ hội sống sót, đôi mắt Hương Vân chua xót, dựa vào vai mẫu thân và khóc. Nàng lừa Vương gia lâu như vậy, Vương gia còn che chở nàng, hắn tốt như thế, nàng có tài đức gì? Liễu thị rất vui, tuy nữ nhi chịu nhiều đau khổ ở Am Ni Cô, nhưng nhìn hành động của Vương gia thật lòng thương nữ nhi. Bởi vì biết Tuyên Vương sẽ đối xử tử tế với nữ nhi, khi cả nhà đi ra khỏi Đại Lý Tự, nhìn thấy Tuyên Vương phủ đã phái nha hoàn và tiểu thái giám tới đón nữ nhi, Liễu thị không nỡ chia tay nhưng yên tâm từ biệt nữ nhi. Hương Vân rơi lệ lần thứ hai, trái tim như chia làm hai nửa, một nửa muốn về Vương phủ đoàn viên với bọn nhỏ, một nửa vẫn muốn ở bên cạnh mẫu thân, làm hài tử của mẫu thân. Tại Tuyên Vương phủ, hai anh em Tiêu Luyện và Tiêu Sí được phụ vương cho phép nên đã chạy đến trước cửa Vương phủ từ sớm để chờ mẫu thân. Xe ngựa chưa dừng, Hương Vân đã nghe tiếng của tiểu nhi tử gọi nương, nàng quên mất quy củ, thò đầu ra khỏi cửa sổ nhìn. Nương. Tiêu Sí khóc lóc chạy về phía xe ngựa, nước mắt rơi xuống từng hàng dài. Hương Vân che miệng, Ngọc Lan bên cạnh không ngừng lau nước mắt cho nàng, đôi mắt cũng đỏ hoe. Tuyên Vương vẫn còn trong cung, Hương Vân một tay nắm tay Tiêu Luyện, một tay ẵm Tiêu Sí, ba mẹ con khóc sướt mướt trong nỗi vui mừng trở về Lãm Vân Đường. Nương có đi nữa không, con không muốn nương đi. Tiêu Sí ôm cổ mẫu thân, không muốn buông ra. Hương Vân cố gắng nở nụ cười, không đi nữa, không đi nữa, nương không đi đâu hết. Tiêu Sí vẫn còn khóc, Tiêu Luyện 8 tuổi đã hiểu chuyện, chỉ đau lòng nhìn mẫu thân. Hương Vân ngắm hài tử của mình chưa đủ, cho đến khi đột nhiên hắt hơi hai lần, nàng lo mình bị cảm lạnh, vội kêu bọn nhỏ ngồi xa một chút. Nhưng không có hài tử nhà nào lại ghét bỏ mẫu thân, hai anh em không chịu nhích ra xa. Ngày hôm nay, ngoại trừ lúc Hương Vân tắm gội và thay quần áo, hai anh em vẫn luôn ở bên cạnh nàng. Sắc trời dần dần tối, Tuyên Vương rốt cuộc cũng về phủ. Tuyên Vương trở về Vương phủ, biết hai đứa nhỏ ở bên cạnh nàng, hắn không đến Lãm Vân Đường. Có lẽ bọn nhỏ không ở đó, hắn cũng không qua gặp. Tuyên Vương không biết nên đối mặt với nàng như thế nào, hắn vẫn nhớ rõ những lời mình nói, mắng nàng đê tiện, bảo nàng tự cầu phúc cho bản thân. Hắn tức giận vì sự lừa dối của nàng, nhưng so với những cay đắng mà nàng đã trải qua thì còn gì đáng giận. Trong thư phòng không có đèn, Tuyên Vương ngồi yên lặng trong bóng đêm,
Nếu Lưu Công Công không tận mắt nhìn thấy chủ tử đi vào, bên trong yên tĩnh như vậy, hắn còn tưởng rằng chủ tử không ở trong đó. Không biết mất bao lâu, một giọng nói trầm thấp của nam nhân vang lên trong thư phòng, lấy kim chỉ tới đây. Kim. Lưu Công Công nghĩ tới từ chủ tử, không, kinh nghiệm của Triệu chủ tử ở Amnico, hắn đau lòng cho Triệu chủ tử và lo lắng vương gia làm bậy. Lệnh vua không thể trái, Lưu Công Công lấy rổ kim chỉ tới, đặt rổ kim chỉ trên bàn sách, hắn hồi hộp chờ ở một bên, thỉnh thoảng liếc nhìn vương gia. Lui ra. Tuyên vương nói mà không ngẩng đầu lên. Lưu Công Công không dám đi, vương gia, ngài cần kim chỉ làm gì? Tuyên vương lạnh lùng nhìn hắn. Lưu Công Công bất đắc dĩ cúi đầu lui ra ngoài. Người đã đi ra, Tuyên vương lấy một cây kim mỏng và nhỏ, không thể so với một thanh kiếm, nhưng kim lại vô cùng sắc bén. Tuyên vương đâm vào cổ tay, tuy đã chuẩn bị nhưng cơn đau buốt vẫn khiến cả người hắn căng cứng. Nàng thì sao, 9-10 tuổi là thời điểm nên vô tư nhất, có lẽ đang nằm trước cửa sổ nhìn bướm bay bên ngoài, lão ni mỉm cười đi tới nói chuyện với nàng, sau đó đột ngột dùng kim đâm nàng. Trong lúc nàng đang ôm tay khóc thì bắt đầu tra hỏi các vấn đề liên quan đến thân thế của đại cô nương Từ Gia. Tuyên vương nắm chặt cây kim trong tay, cho dù đầu kim đâm vào lòng bàn tay, hắn cũng không buông ra. Sáng sớm hôm sau, Tuyên vương vào cung làm việc. Tiêu Luyện đến lớp học tại vương phủ, trên đường nghe Tiêu Huyển và hạ nhân bên người bàn tán về cậu và mẫu thân, nói rằng mẫu thân vốn là cô nương của nhà Từ Thượng Thư, hiện tại bị tố cáo là hàng giả, nhà mẹ ruột chỉ có một tiểu quan thất phẩm. Quả là chim sẻ bay lên cành cao biến phượng hoàng, nhưng bị đàn phượng hoàng đuổi ra và rớt vào tổ chim sẻ. Nhìn thấy Tiêu Luyện, Tiêu Huyển cũng không giấu giếm. Tiêu Luyện nghiêm mặt đi tới. Tiêu Sí chưa tới tuổi đi học nên đang chơi đùa với mẫu thân, biến cố của hai ngày trước không quan trọng bằng việc mẫu thân trở về, chỉ cần có thể nhìn thấy mẫu thân, có thể ăn cơm với mẫu thân, ông ngoại, bà ngoại, cậu là ai cũng không quan trọng, dù sao cậu cũng chưa từng gặp những người đó. Buổi trưa Tứ Gia ngủ, Ngọc Lan mới lặng lẽ nhắc nhở chủ tử có thể bình an trở về là nhờ vương gia cầu tình cho ngài, đêm nay sau khi vương gia trở về, chủ tử đến tạ ơn vương gia nhé. Hương Vân chắc chắn muốn tạ ơn, nhưng nàng không biết vương gia có muốn gặp nàng hay không, nàng xảy ra chuyện, làm tổn hại đến danh dự của vương gia, gây ra nhiều rắc rối cho hắn. Do dự, một ngày sắp kết thúc. Hương Vân ăn cơm tối với Tiêu Sí. Đoán rằng lúc này vương gia chắc đã dùng cơm xong, Hương Vân kêu nhũ mẫu ôm hài tử đi, nàng khoác thêm áo choàng, dẫn Ngọc Lan đến chính viện. Tuyên vương ở trong thư phòng, đang nói chuyện với ám vệ. Hắn nhờ Tạ Hoàng hậu hỗ trợ tìm người, sau đó bắt đầu phái người chú ý mọi động tĩnh của Tạ Hoàng hậu. Sáng nay Tạ Hoàng hậu đã phái một nhóm người ra khỏi cung đến Từ Châu Phủ để tìm người, làm ra vẻ rất giống. Tuyên vương không nghĩ rằng Định Từ Sư Thái còn ở Từ Châu Phủ. Hắn cũng không quan tâm Tạ Hoàng hậu làm tư thế này bao lâu, chỉ cần Tạ Hoàng hậu giao người cho hắn, Tuyên vương có thể bỏ qua cho ý đồ đối phó người bên gối của hắn. Nếu không khi hắn ngồi lên vị trí đó, Tạ Hoàng hậu, Tạ thị và Vĩnh Bình hầu phủ đừng hòng hưởng được điều gì. Vương gia, Triệu chủ tử cầu kiến. Giọng nói của Lưu Công Công đột nhiên truyền vào, Tuyên vương nhíu mày, lạnh lùng nói, không gặp. Lưu Công Công sửng sốt. Bên trong Tuyên vương đột nhiên phản ứng kịp. Triệu chủ tử là Hương Vân, không phải là nữ nhân nào đó ở hậu trạch vương phủ mà hắn không nhớ nổi họ tên. Vào đi. Tuyên vương đưa mắt ra hiệu cho ám vệ. Ám vệ cung kính lui ra ngoài. Lưu Công Công cười tủm tỉm mời Hương Vân vào trong. Thư phòng chia thành thính đường và nội đường, vừa nãy Tuyên vương gặp ám vệ trong thính đường, ám vệ vừa rời khỏi, hắn đi vào trong, ngồi ở án thư thản nhiên cầm một quyển sách lật xem. Hương Vân dừng trước nội đường, liếc nhìn Lưu Công Công đang ôm áo choàng của nàng lặng lẽ lui ra, nàng cắn môi, lo lắng hỏi, vương gia, ta có thể vào không? Ừm. Một giọng mũi nhàn nhạt, không nghe được vui hay giận, Hương Vân dừng một chút, vén màn lên đi vào. Nội đường đã thắp đèn, rộng rãi sáng sủa, vương gia đang ngồi sau án thư, vẻ mặt lạnh lùng. Hương Vân tiến lên vài bước, quỳ xuống, dập đầu nói, tiện thiếp phạm phải tội khi quân, nhận được sự thương xót của vương gia, cầu tình với hoàng thượng để giữ được tiện thiếp. Câm miệng. Tuyên vương đột nhiên hét lên, Hương Vân sợ tới mức run rẩy cả người, còn chưa rõ mình sai ở đâu, một tràng tiếng bước chân dồn dập, vương gia sải bước tới trước mặt nàng, Hương Vân còn chưa kịp ngẩng đầu, Tuyên vương đã cúi người, nắm lấy một bên vai của nàng và nhấc mạnh lên,
trừng nàng với đôi mắt đỏ hoe. Hương Vân rất sợ hãi, hắn còn tức giận ư. Nàng càng sợ, Tuyên Vương càng không nén được cơn tức giận, nghiến răng cảnh cáo nàng, nếu còn dám nói chữ tiện ở trước mặt bổn vương lập tức đuổi nàng ra khỏi phủ, cả đời này nàng đừng mong gặp lại Luyện Nhi và Sĩ Nhi. Hương Vân bị hắn rống chảy nước mắt. Tuyên Vương đột nhiên bỏ rơi nàng, một mình đi đến trước cửa sổ, đứng quay lưng về phía nàng thở hổn hển. Hương Vân vừa khóc nức nở, vừa lén nhìn hắn. Từ từ, hơi thở của hắn dịu lại, nàng cũng ngừng khóc, thư phòng yên lặng. Nếu hiện tại nàng đang ở pháp trường, sẽ bị chém đầu ngay lập tức, nàng muốn gặp ai? Tuyên Vương đột nhiên quay lưng về phía nàng hỏi. Hương Vân chỉ cảm thấy lạnh cả cổ, vương gia vẫn muốn trừng phạt nàng hay sao? Nói. Nam nhân có vẻ sốt ruột tới cực điểm, hai chân Hương Vân mềm nhũng, quỳ xuống nói, ta muốn gặp Luyện Nhi, Sĩ Nhi, muốn gặp nương, ca ca và muội muội, cầu xin vương gia cho ta được toại nguyện. Cho được toại nguyện. Tuyên Vương cười lạnh, ngay cả lúc này, nàng còn lo lắng hắn sẽ giết nàng. Mỉm cười, Tuyên Vương đấm một quyền lên cửa sổ. Hắn dùng sức đấm quyền này, tựa như muốn trút hết cơn tức giận của hai ngày qua, cửa sổ kiên cố bị một quyền của hắn làm thủng một lỗ, những mảnh gỗ vụn sắc nhọn đâm vào mu bàn tay hắn, máu chảy ra từ những vết thương lớn bé, toàn bộ nắm tay nhanh chóng bị nhuộm đỏ. Nước mắt Hương Vân tuôn ra như suối, khóc lóc nhào tới, ôm tay hắn van xin, vương gia, ngài làm gì vậy, ngài muốn phạt thì phạt ta, vì sao hành hạ bản thân? Tuyên Vương nhìn nàng nước mắt ràn rụa, những giọt nước mắt này là vì hắn sao? Không màng vết thương trên tay, Tuyên Vương đột nhiên đẩy nàng vào cửa sổ bên cạnh, bóp cầm nàng cưỡng hôn. Lưu Công Công bưng thuốc trị thương vào, vừa ló đầu thì nhìn thấy màn này, hắn xoay chân thật nhanh lui ra ngoài. Nụ hôn này của Tuyên Vương thô bạo và tàn nhẫn, môi Hương Vân bị hắn làm rách, miệng đầy máu. Nàng yên lặng chịu đựng, chờ hắn nguôi giận. Đột nhiên hắn không hôn nữa, ấn đầu nàng vào ngực hắn, chỉ ôm nàng thật chặt. Hương Vân nghe được tiếng tim đập dồn dập của hắn, thật lâu sau, lâu đến độ chân nàng đau nhức, hắn đột nhiên hỏi trên đỉnh đầu, nàng không muốn gặp ta hay sao, từ đầu tới cuối nàng chỉ nhắc tới Luyện Nhi, Sĩ Nhi, ta thương nàng 9 năm, trong lúc nàng tưởng chừng sắp rơi đầu, nàng cũng chưa nghĩ tới chuyện dùng tình cảm của 9 năm để cầu xin ta tha cho nàng, nàng nói đi, rốt cuộc nàng coi ta là gì. Hương Vân khóc không ra tiếng. Tuyên Vương vẫn tựa như đang tự nói, nàng sợ Luyện Nhi và Sĩ Nhi sẽ rất đáng thương khi không có nương, nàng không nghĩ tới chuyện ta cũng là người, không nghĩ nếu nàng thật sự rơi đầu, ta cũng sẽ khổ sở hay sao? Nàng đáng thương, bọn nhỏ đáng thương, ta không đáng thương ư. Nữ nhân ta đặt trong lòng lừa ta 9 năm, sắp chết cũng không nhắc đến ta một câu, không nhìn ta một lần, không xin lỗi thì tạ ơn, chỉ coi ta như hoàng tộc vương gia máu lạnh vô tình có phải hay không? Hương Vân đã không nói nên lời, chỉ liên tục lắc đầu. Nàng chưa bao giờ cảm thấy hắn máu lạnh vô tình, 9 năm qua hắn dành cho nàng sự dịu dàng và săn sóc mà nàng không dám mơ tới, là người tốt nhất trên đời này đối với nàng, Hương Vân tham luyến sự ấm áp này, nàng biết ơn hắn, cũng đặt hắn trong tim. Nhưng nàng biết mình là con gái giả của Thượng Thư, nàng sợ mọi sự yêu thương của hắn đều vì thân phận của nàng, sợ ngày nào đó sự việc bị bại lộ, hắn sẽ thẹn quá hóa giận muốn nàng chết. Cho nên Hương Vân không dám đổi lòng biết ơn đó thành điều gì khác, không dám hiểu sự yêu thương của hắn thành thứ khác, nàng thừa nhận vương gia đối với nàng rất tốt, nhưng nếu hắn không nói ra những lời vừa nãy, cho dù tất cả mọi người xung quanh nói rằng vương gia chỉ thích nàng, Hương Vân cũng không dám tin. Bởi vì không dám tin, cho nên Hương Vân mới không nghĩ tới việc cầu xin hắn thương tiếc. Bởi vì biết cho dù nàng chết, bản thân hắn là vương gia cũng có thể sống thoải mái dễ chịu, nên trong lòng nàng chỉ toàn là bọn nhỏ, không nghĩ tới hắn. Ta không dám, ta không dám. Nhìn bàn tay đầy máu của hắn, Hương Vân rốt cuộc nói ra, ta biết vương gia yêu thương Từ Thị, nhưng ta không dám có hy vọng xa vời là vương gia sẽ yêu thương Triệu Thị, càng không dám hy vọng vương gia sẽ khổ sở vì cái chết của ta. Ta cho rằng ngài giận ta đã lừa dối ngài, chỉ mong ta chết đi. Nàng cho rằng, chính vì nàng tự cho là thông minh, bởi vì nàng gạt ta mới bị người khác vạch trần trước, nếu nàng nói sớm cho ta biết, có lẽ ta đã tìm được Triệu Yến Bình cho gia đình nàng đoàn tụ. Tuyên Vương đẩy nàng ra, cơn giận lại nhen nhóm lần nữa, xét đến cùng, nàng không tin hắn. Hương Vân đứng ngay ra. Tự cho là thông minh ư? Nàng không tự cho là thông minh, nhưng nàng không dám đánh cuộc,
gạt còn có thể sống thêm vài năm, đánh cuộc trái tim sai lầm, nàng sợ không đợi được ngày đoàn viên với mẫu thân và huynh trưởng. Tuy nhiên, hiện tại nói những điều đó có ích gì? Những gì cần xảy ra đã xảy ra, không ai thay đổi được. Hương Vân ngẩng đầu, nhìn thấy bàn tay phải đẫm máu của hắn. Nàng lau nước mắt, hành lễ, vương gia không muốn thấy ta, ta cáo lui trước, để Lưu Công Công vào hầu hạ ngài bôi thuốc. Nói xong, Hương Vân đợi một chút, hắn không nói lời nào, Hương Vân khuỵu gối lần thứ hai, xoay người rời đi. Tuyên Vương nhìn nàng u ám. Lưu Công Công ở bên ngoài, nghe rõ tiếng cãi vã bên trong, tuy rằng giọng của vương gia rất lớn, dáng vẻ vô cùng tức giận, nhưng Lưu Công Công nghe ra, vương gia gần như móc tim ra đưa cho Triệu chủ tử, quá giận chỉ vì Triệu chủ tử không tin tưởng, cơn giận vẫn chưa tiêu tan, cần phải trút bỏ nó. Khi Hương Vân vén rèm bước ra, Lưu Công Công đưa mắt nhìn vào trong, nhìn thấy gương mặt ủ rũ của vương gia. Rèm cửa rơi xuống, Lưu Công Công còn sợ hãi nhìn mỹ nhân đang rơi lệ bước ra. Hương Vân nhẹ nhàng nói, vương gia bị thương ở tay, ngươi đi vào bôi thuốc đi. Lưu Công Công liên tục lắc đầu, nhét cái khay trên tay vào tay nàng, vẻ mặt đau khổ cầu xin, ngài mau đi vào, trong lòng vương gia toàn là ngài, ngài thật sự rời đi, đêm nay vương gia ngủ không ngon, tối hôm qua còn bảo lão nô lấy kim chỉ vào, lão nô không dám tưởng tượng vương gia ở bên trong làm gì. Hương Vân chấn động toàn thân, nhìn Lưu Công Công với vẻ khó tin. Lưu Công Công gật đầu, mắt đỏ hoe, ngài đã chịu nhiều cực khổ, lão nô nghe thấy rất đau lòng, vương gia càng đau hơn. Nước mắt Hương Vân rơi như mưa, không do dự nữa, nàng bưng khay đi vào. Cách một tấm rèm, Tuyên Vương nghe thấy hai người khe khẽ nói nhỏ, trách Lưu Công Công lắm miệng, hắn sải bước đến ngồi trên giường sau bình phong. Hương Vân bước vào thì không thấy ai, nhìn xung quanh mới phát hiện có bóng người sau bình phong, dùng khuỷu tay lau sạch nước mắt, nhẹ nhàng bước vòng qua. Tuyên Vương lạnh lùng nhìn nàng, tại sao lại là nàng? Hương Vân không giải thích, đặt khay ở mép giường, nàng cúi xuống, cẩn thận nâng tay hắn lên, nhìn rồi khóc, vừa lặng lẽ rơi nước mắt vừa lau rửa vết thương cho hắn. Tuyên Vương quay mặt đi, ánh mắt dần dần an tĩnh lại. Sau khi rửa sạch vết máu, tay của Tuyên Vương trông không đáng sợ lắm, ngoại trừ hai gai gỗ đâm quá sâu, Hương Vân không dám giúp hắn rút ra. Vẻ mặt của nàng tựa như hắn mắc bệnh nan y, Tuyên Vương ghét bỏ nói, ta tự mình làm. Nói xong, không màng Hương Vân cản lại, hắn giơ tay phải rút hai gai gỗ ra mà không đổi sắc mặt. Máu đỏ tươi lại chảy ra. Tay của Hương Vân cũng đau theo, vội dùng băng gạt sạch để băng bó vết thương. Tuyên Vương hơi cúi đầu, thấy nước mắt lại trào ra nơi hốc mắt của nàng, nói nàng làm bằng nước không ngoa chút nào. Có phải đau lắm không? Nắm tay của hắn như bảo bối, Hương Vân đau lòng hỏi, chảy nhiều máu như vậy. Đau. Khi nào đến lượt nàng hỏi hắn vấn đề này? Đôi mắt Tuyên Vương nóng lên, đột nhiên kéo nàng vào lòng, ôm nàng thật chặt. Vòng tay của hắn rộng lớn và quen thuộc, Hương Vân dường như biến thành một hài tử được hắn bảo vệ chặt chẽ, không còn bất kỳ lời nói lạnh nhạt thiếu chân thành nào. Sợ chạm vào vết thương của vương gia, Hương Vân không dám giãy giụa, ngoan ngoãn dựa vào vai hắn, lắng nghe nhịp tim của hắn. Những năm đó, nàng có đau hay không? Tuyên Vương gian nan hỏi. Hương Vân giật mình, phản ứng lại ý hắn là gì, ánh mắt Hương Vân ấm áp, cười nói, đau, nhưng đều là chuyện của quá khứ, vương gia đừng cảm thấy khó chịu cho ta. Làm sao Tuyên Vương không khó chịu được, ngày ấy ở Đại Lý Tự, Liễu Thị sắp phát điên, hắn cũng sắp điên, nhưng hắn phải chịu đựng. Nàng không thêu thùa may vá, không phải vì không khéo tay mà không chạm vào kim được, đúng không? Tuyên Vương cúi đầu, nắm tay nàng hỏi. Hương Vân gật đầu, không nhìn kim được, nhìn sẽ khó chịu, cho nên từ trước đến nay nàng không học thêu thùa, nữ công cũng không tốt. Tất cả đã qua, vương gia đừng nghĩ nữa. Hương Vân càng quan tâm đến vết thương của hắn hơn. Tuyên Vương ở trên chiến trường 4-5 năm, đã từng bị thương nặng hơn thế này, hắn không đau, chỉ muốn thương nàng. Vì một chút kim chỉ, lúc trước hắn suýt nữa hiểu lầm nàng. Lần này tha cho nàng, về sau không được giấu ta bất cứ chuyện gì. Nâng mặt nàng lên, Tuyên Vương dặn dò. Hương Vân ôm chặt hắn. Sẽ không giấu giếm nữa, vương gia đối với nàng như vậy, dù sau này có bí mật gì, nàng sẽ không bao giờ giấu hắn. Đêm nay, Tuyên Vương ôm Hương Vân, không làm gì cả, chỉ hỏi nàng chuyện lúc nhỏ, hỏi nàng tình hình ở chung với người nhà tối hôm qua. Trước đây Hương Vân không nói gì với hắn, hiện tại bí mật đã bị lộ,
Vương gia cũng không quan tâm thân thế thật sự của nàng, đoàn tụ với người nhà quá phấn khích nên Hương Vân kể mọi chuyện về nhà mẹ ruột với Vương gia, ví dụ như nhân duyên của muội muội Thẩm Anh và Tạ Dĩnh, nhân duyên của ca ca và A Kiều cô nương, và chuyện mẫu thân tái giá. Tuyên Vương nghe được sự nhung nhớ sâu đậm. 19 năm không gặp, người nhà đột nhiên xuất hiện, làm sao nàng không nghĩ về họ, nếu mẫu phi sống lại, hắn cũng sẽ hết lòng báo hiếu. Đáng tiếc, cho dù hắn là vương gia cũng không thể tùy ý sắp xếp cho nàng đi lại với nhà mẹ ruột. Hương Vân đã ngủ, Tuyên Vương nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của nàng, vẫn đang suy nghĩ làm cách nào thỏa mãn nguyện vọng của nàng. Hai ngày sau, Tuyên Vương nghĩ một biện pháp, thu xếp để nàng về Triệu gia làm tròn chữ hiếu, lấy ngày thay năm, ở 19 ngày. Dù là triều đại nào cũng coi trọng hiếu đạo, nàng lại được bá tánh đồng cảm với những gì nàng đã trải qua, đó là món quà đặc biệt mà hắn cho nàng, các ngự sử không thể bắt bẻ điều gì, hơn nữa 19 ngày không quá ngắn, có lẽ chưa hết 19 ngày, nàng đã vội vã trở về với hắn và hai đứa nhỏ. Máu mủ ruột thịt thì sao, hắn và bọn nhỏ mới là người nhà đồng hành với nàng lâu nhất. Tuyên Vương bố trí xe ngựa đưa Hương Vân tới ngõ Sư Tử nhưng không báo trước cho Triệu Yến Bình, cho nên Triệu Yến Bình đã đến Đại Lý Tự từ sớm, trong nhà chỉ có một mình Liễu Thị là chủ tử. Có người gõ cửa, Quách Hưng ra mở, thấy trước cửa có ba người đứng, nữ tử mặc áo choàng lông cáo và đội mũ có rèm, hai bên có nha hoàn và công công. Thái giám và nam nhân bình thường rất dễ phân biệt, Quách Hưng kinh ngạc nhìn vị công công. Lưu công công không so đo với hắn, cười nói, Tạp gia là tổng quản bên cạnh Tuyên Vương Điện Hạ, hôm nay phụng mệnh của vương gia đưa Triệu chủ tử về nhà đoàn tụ với mẫu thân và huynh trưởng. Hắn vừa dứt lời, Hương Vân cũng gỡ mũ có rèm xuống. Thấy rõ mặt nàng, Quách Hưng đã hiểu, vừa kích động mời Hương Vân cô nương vào trong, vừa lớn tiếng thông báo cho muội muội Thúy nương mau ra hậu viện thỉnh thái thái tới. Khi Liễu Thị nhìn thấy nữ nhi, Hương Vân nhìn thấy mẫu thân, hai mẹ con ôm nhau khóc một hồi. Lưu công công đưa người đến nơi bình an, sau đó cáo lui, để lại Ngọc Lan hầu hạ Triệu chủ tử. Liễu Thị biết mọi việc đều do vương gia sắp xếp, muốn quỳ xuống đất dập đầu về hướng của Tuyên Vương phủ nhưng bị Hương Vân ngăn lại. Không dập đầu thì không dập, Liễu Thị nắm tay nữ nhi, giới thiệu hạ nhân trong nhà với nàng, thật ra chỉ có ba người, huynh muội Quách Hưng và Thúy nương luôn đi theo nhi tử, Bách Linh là do tiểu nữ nhi Thẩm Anh mua để hầu hạ bà. Quách Hưng và Bách Linh đều rất hiểu quy củ, Thúy nương nói nhiều, nước mắt tràn rụa nhìn Hương Vân cô nương cuối cùng đã về nhà, nói thật nhiều về sự vất vả của quan gia mấy năm nay, không nói tới chuyện gì xa xôi, chỉ nói thời điểm Thu Nguyệt và Đan Dung mới bị đưa đến Triệu gia, để xác định thân phận của họ, quan gia phải thức khuya dậy sớm đi khắp nơi, cả người phơi nắng đen nhẽm. Tìm được đại cô nương rồi. Nếu không tìm thấy ngài, quan gia sẽ độc thân cả đời. Thúy nương thúc thiết. Quách Hưng ngại muội muội ăn nói vụng về, kêu nàng ít nói lại. Hương Vân lại rất thích nghe Thúy nương kể chuyện, số nàng không thể tham gia quá khứ của ca ca và mẫu thân, chỉ có thể nghe một chút chuyện quá khứ. Lúc đi theo mẫu thân ra hậu viện, Hương Vân vẫy tay với Thúy nương, kêu Thúy nương cùng đi. Thúy nương vô cùng vui vẻ đi theo. Quách Hưng chạy tới Vĩnh Bình hầu phủ, thông báo cho anh cô nương về nhà đoàn tụ với Hương Vân cô nương. Khi Triệu Yến Bình trở về lúc chạng vạng, Hương Vân đã nói chuyện với Liễu Thị và Thẩm Anh cả ngày. Hương Vân biết cuộc sống mấy năm nay của ca ca qua những lời kể của Thẩm Anh và Thúy nương, đặc biệt là quá khứ giữa hắn và A Kiều cô nương. Triệu Yến Bình không biết gì, chỉ cảm thấy ánh mắt của mẫu thân và hai muội muội nhìn hắn đầy vẻ trêu chọc. Ngồi đi, đều là người nhà, khách khí cái gì? Tụ tập ở thính đường, Triệu Yến Bình chỉ vào ghế kêu ba người ngồi. Hắn tìm Hương Vân đã nhiều năm, hiện tại người đang ngồi trước mặt hắn, Triệu Yến Bình ngược lại không biết làm cách nào để gần muội muội. Muội muội đã là thiếp thất của Tuyên Vương phủ, là mẫu thân của hai đứa nhỏ, Triệu Yến Bình sợ mình nói nhiều sẽ phạm phải điều cấm kỵ, thậm chí hắn nhìn Hương Vân cũng là lén nhìn lúc Hương Vân nói chuyện với Liễu Thị và Thẩm Anh. Hương Vân cũng có tâm tình giống hắn, có lòng muốn gần gũi nhưng ngại đã trưởng thành, không thể có hành động làm nũng giống tiểu cô nương. May mắn có Liễu Thị và Thẩm Anh ở bên cạnh, hai anh em mới tránh được sự bối rối không nói nên lời. Mùa đông khắc nghiệt, màn đêm lặng lẽ buông xuống, đêm nay Thẩm Anh và Hương Vân đều ngủ bên cạnh Liễu Thị. Triệu Yến Bình ngủ một mình ở tiền viện, ngực nóng hầm hập. Đã tìm được muội muội rồi, đã từng chịu khổ nhưng nỗi khổ đã qua, có vương gia che chở, hắn sẽ nỗ lực thăng quan để làm chỗ dựa cho muội muội.
Còn A Kiều, muội muội đã tìm thấy, hắn rốt cuộc có thể cho nàng danh phận, sau năm nay, hắn sẽ đi cầu hôn. Hôm sau tan việc, Triệu Yến Bình lén đến cửa hàng Giang Nam Thủy Tú lượn lờ một vòng, tuy không nhìn thấy nàng nhưng đến gần chút, hắn cũng thoải mái trong lòng. Rời khỏi Giang Nam Thủy Tú, Triệu Yến Bình đi đến cửa hàng bán đồ ăn vặt gần đó, mua các loại mứt hoa quả và một túi đường mạch nha thông thường nhất. Với thân phận hiện tại của Hương Vân, bọn hạ nhân sẽ không chuẩn bị món này cho nàng. 30 phút sau, Triệu Yến Bình xách theo một túi giấy dầu nặng trĩu bước vào cổng nhà mình. Thẩm Anh vẫn ở đó, đang bày tỉ tỉ làm phấn mặt, Liễu Thị ngồi bên cạnh nhìn. Ca ca cầm cái gì trong tay vậy? Thẩm Anh nhìn thấy huynh trưởng trở về trước, kinh ngạc hỏi. Triệu Yến Bình nhìn Hương Vân, lấy mứt hoa quả trong túi giấy ra, rủ mắt nói, mua chút đồ ăn vặt mà các cô nương thích ăn, lúc rảnh rỗi thì ăn để giết thời gian. Hương Vân nhìn những món đó, rồi nhìn huynh trưởng đứng bên cạnh đồ ăn vặt, không biết mình có hiểu sai ý hay không. Thẩm Anh càng quen thuộc với tính tình của huynh trưởng hơn nàng, cố ý tấm tắc hai tiếng, dựa vào bên cạnh mẫu thân phàn nàn, nương coi nè, ca ca thật bất công, từ lúc con hiểu chuyện đến nay, chưa bao giờ ca ca mua đồ ăn vặt cho con, hiện tại tỷ tỷ về nhà, ca ca lập tức làm liền, có thể thấy được ở trong lòng ca ca, muội muội như con không bằng tỷ tỷ. Liễu Thị nhìn nhi tử nghiêm nghị ít lời, rồi nhìn trưởng nữ đang cúi đầu không biết suy nghĩ điều gì, mỉm cười véo mũi tiểu nữ nhi, to đầu còn ganh tị, đồ ăn vặt nhiều như vậy, một mình tỷ tỷ ăn sao hết được, chính là mua cho hai đứa. Triệu Yến Bình lập tức nói, nương cũng ăn đi, nhi tử còn chưa hiếu kính với người. Liễu Thị liếc hắn, bảo hai nữ nhi cùng ăn mứt hoa quả. Hương Vân mỉm cười cảm tạ huynh trưởng, sau đó bắt đầu ăn, khách khí và có phần xa cách. Triệu Yến Bình nhìn nàng chậm rãi lột giấy gói, nắm chặt tay, cuối cùng vẫn lấy túi đường mạch nha bình thường ở trong tay áo ra, đưa cho nàng và nói, khi còn nhỏ nhà chúng ta nghèo, chỉ ăn loại đường mạch nha này, ta nhớ rõ trước đây muội thích ăn loại này nhất, không biết hiện tại có còn ăn hay không. Năm ấy lão thái thái muốn dẫn hắn đi chợ ở trên thị trấn, bắt buộc phải để muội muội ở nhà, Triệu Yến Bình biết muội muội thích ăn đường mạch nha, cũng biết lão thái thái sẽ mua cho hắn, cho nên hắn mới đồng ý đi cùng lão thái thái. Trước khi xuất phát, hắn còn kéo muội muội vào trong viện, nói nhỏ với muội muội rằng hắn sẽ đem đường về. Cảnh tượng này thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của Triệu Yến Bình. Hắn hối hận tại sao phải để muội muội ở nhà một mình, cũng áy náy với những lời của mình, không thể để muội muội ăn đường mà hắn mang về. Năm đó hắn đã chôn đường xuống đất, hiện tại hắn bù lại một phần cho muội muội, cho dù nàng có nhớ hay không. Hương Vân nhớ rõ ca ca thiếu nàng một viên đường. Hiện giờ ca ca trả lại cho nàng, hóa ra không phải chỉ một mình nàng không quên ca ca cũng thật sự chưa từng quên nàng. 19 năm trôi qua, nàng đã không thích ăn đường từ lâu, nhưng nàng vẫn nhớ ca ca, người sẽ đưa đường cho nàng. Ca ca. Nắm chặt túi đường, Hương Vân khóc và nhào vào lòng huynh trưởng. Triệu Yến Bình ôm muội muội, rủ mắt để che đôi mắt đỏ hoe. Liễu Thị và Thẩm Anh nhìn nhau, chỉ là một túi đường thôi mà. Xong việc, Triệu Yến Bình bước nhanh ra ngoài, hai mẹ con mới nghe Hương Vân kể ý nghĩa của túi đường này. Nhắc lại chuyện xưa, Liễu Thị và Thẩm Anh bật khóc vì đau lòng, Hương Vân vừa khuyên mẫu thân và muội muội, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng biết, huynh trưởng nhất định đang đứng bên ngoài. Một túi đường nho nhỏ đã thu hẹp khoảng cách giữa nàng và huynh trưởng, như thể hai anh em chưa bao giờ tách rời, rào cản giữa hai người sau khi đoàn tụ đã hoàn toàn tan chảy. 19 ngày trôi qua nhanh chóng, Hương Vân ở ngõ Sư Tử chưa đủ, Tuyên Vương đã phái Lưu Công Công tới đón nàng về. Hương Vân lưu luyến người nhà, nhưng nàng cũng nhớ bọn nhỏ và phụ vương của chúng. Nương, người giữ gìn sức khỏe nhé, tuy nữ nhi không thể thường xuyên trở về để làm tròn chữ hiếu, nhưng nữ nhi hy vọng người khỏe mạnh, mỗi ngày đều vui vẻ. Sắp chia tay, Hương Vân rưng rưng nước mắt, lần lượt từ biệt người nhà. Liễu Thị khóc và gật đầu. Hương Vân lại dặn dò muội muội Thẩm Anh phải cẩn thận hơn, Vĩnh Bình hầu phủ nhiều quy củ, muội muội đừng nhất thời chủ quan gây ra chuyện. Thẩm Anh cười nói, tỷ tỷ yên tâm, ta thông minh lắm nha, bọn họ không làm gì được ta. Hương Vân lắc đầu, cuối cùng dừng lại trước mặt huynh trưởng. Triệu Yến Bình trịnh trọng dặn dò muội muội phải cẩn thận ở vương phủ. Hương Vân đột nhiên hiểu được tâm tình vừa rồi của anh muội muội, nàng không phải là tiểu hài tử, không cần huynh trưởng lo lắng về điều đó. Nàng ngửa đầu, mỉm cười nói với huynh trưởng, bởi vì ta,
đã khiến ca ca và A Kiều cô nương xa cách lâu như vậy. Hiện tại cả nhà chúng ta đoàn viên, ca ca mau đi tìm A Kiều cô nương nói rõ ràng, cưới tẩu tử về nhà cho sớm. Triệu Yến Bình nhếch khóe môi, rờ đầu muội muội. Khi Tuyên Vương về phủ, Hương Vân đã có mặt ở Lãm Vân Đường. 19 ngày qua ở bên cạnh mẫu thân làm một hài tử, nàng cảm thấy mỹ mãn. Tiêu Luyện hiểu mẫu thân chỉ ở nhà của cậu, Tiêu Sí không rõ, lừa gạt được một hai ngày, sau đó cậu kiếm chuyện muốn đi tìm mẫu thân, nếu ca ca và nhũ mẫu không làm được, Tiêu Sí đi tìm phụ vương, muốn phụ vương đưa cậu đến ngõ sư tử. Tuyên Vương đồng ý với tiểu nhi tử mới là chuyện lạ. Đến bây giờ hắn cũng không rõ mình có bao nhiêu sức nặng ở trong lòng nàng, bọn nhỏ ở vương phủ, nàng còn nhớ để trở về, đừng ở Triệu gia vui đến nỗi quên cả trời đất. Nếu đưa Sí Nhi tới đó, không nói đến chuyện Triệu gia có trông nom Sí Nhi cẩn thận hay không, chỉ sợ nàng bớt lo lắng cho một nhi tử thì càng không muốn quay lại. Tuyên Vương là một phụ vương uy nghiêm, nước mắt của Sí Nhi có giá trị đối với mẫu thân, ở trước mặt phụ vương chẳng có chút phân lượng. Nếu khóc nhiều, phụ vương chẳng những không an ủi cậu mà còn phạt cậu phải luyện chữ. Sí Nhi không dám cầu xin phụ vương, mỗi ngày đều tới cổng vương phủ hai lần, trông mong mẫu thân sớm về. Khi Tuyên Vương thay thường phục và tới Lãm Vân Đường, thấy Sí Nhi nằm trong vòng tay nàng như dính vào đó. Phụ vương. Tiêu Luyện phát hiện phụ vương trước, nhanh chóng đứng lên. Tuyên Vương liếc nhìn gò má phồng lên của cậu, sau đó nhìn Hương Vân và Sí Nhi, ánh mắt dừng lại trên mặt bàn. Nơi đó có một túi đường, nhìn chẳng có vẻ ngon. Phụ vương, đây là đường của cậu cho nương, ngọt lắm. Sí Nhi cũng ngậm một miếng trong miệng, lúng búng nói. Hương Vân cười giải thích, chính là đường mạch nha bình thường, 10 văn tiền có thể mua một túi to, chắc vương gia chưa từng ăn. Tuyên Vương đúng là chưa ăn bao giờ, ngồi xuống đối diện nàng, lấy một miếng bỏ vào miệng. Tuyên Vương vô cảm nhai hai miếng rồi nhanh chóng nuốt xuống, trong đầu thoáng hiện lên gương mặt của Triệu Yến Bình, dù gì hắn cũng là quan kinh thành chính thất phẩm, nói rằng tìm muội muội hết 19 năm, cuối cùng tìm được muội muội, hắn lại cho muội muội ăn loại đường rẻ tiền nhất. Thuê được tòa nhà ở ngõ sư tử mà hắn không thể lấy vài lượng bạc mua ít đồ tốt cho nàng. Trong miệng vẫn còn vị ngọt rẻ tiền của đường, Tuyên Vương thầm không hài lòng với Triệu Yến Bình. Ăn ngon không? Tuyên Vương hỏi Tiêu Luyện. Tiêu Luyện đã nghe mẫu thân kể chuyện về túi đường mạch nha, gật đầu nói, ăn ngon. Tuyên Vương khịt mũi thật nhỏ, đứa nhỏ dễ lừa, không ngờ đứa lớn cũng bị người cậu nghèo nàng keo kiệt dùng một viên đường để mua chuộc. Trước mặt hai đứa nhỏ, Tuyên Vương không nói gì về Triệu Yến Bình, ăn cơm xong bọn nhỏ rời đi, Tuyên Vương mới nói mỉa với Hương Vân, 19 năm không gặp, hắn lại đưa cho nàng loại đường này, đúng là ca ca tốt. Hương Vân vừa nghe đã biết hắn hiểu lầm, vội giải thích, vương gia không biết đó thôi, lúc ta mới về nhà, ca ca mua một túi mứt hoa quả thật to ở trong tiệm về, hắn mua riêng túi đường mạch nha này là bởi vì năm xưa trước khi chúng ta tách ra, hắn hứa sẽ đưa đường mạch nha cho ta ăn, lúc đó ta thích ăn đường mạch nha nhất. Nghĩ đến ca ca tốt với nàng, khi Hương Vân giải thích, đôi mắt nàng sáng lấp lánh như đang cười, trong giọng nói cũng chứa sự vui vẻ, vẻ mặt giống như tiểu cô nương mới biết yêu nhận được quà của tình lang. Tuyên Vương càng bất mãn Triệu Yến Bình. Hắn thương nàng 9 năm, chưa từng thấy nàng thể hiện biểu tình này, một túi đường mạch nha của Triệu Yến Bình thì tính gì? Nếu nàng thích ăn, về sau kêu hạ nhân chuẩn bị cho nàng, tha hồ ăn. Tuyên Vương nhàn nhạt nói. Hương Vân chưa nhận ra hắn đang ghen, cười nói, không cần, bây giờ ta không thích ăn thứ này nữa. Khi còn nhỏ nhà nghèo, đường mạch nha là thứ ngọt nhất mà bọn họ có thể ăn, đương nhiên thích, sau này vào vương phủ, theo vương gia thưởng thức đủ loại sơn hào hải vị, Hương Vân không thèm đường mạch nha nữa, nàng vui vì ca ca luôn nhớ kỹ nàng trong lòng. Tuyên Vương khịt mũi, kêu bọn nha hoàng lấy nước hầu hạ, hắn không muốn nói chuyện, chỉ muốn đi ngủ thật nhanh. Hơn nửa tháng không gặp, đêm nay Tuyên Vương điện hạ vô cùng nhiệt tình, trong sự nhiệt tình pha chút mùi vị trừng phạt. Hương Vân không thấy khó chịu, nhưng cảm thấy vương gia không bình thường, giống như đã lâu không gặp, hắn trở nên hư hỏng. Về nhà lâu như vậy, có nhớ ta không? Tuyên Vương không nhịn được, hỏi câu này khi đang hôn lên vành tai nàng. Hương Vân có ngốc cũng biết ngoan ngoãn gật đầu, ôm hắn nói, có nhớ, còn mơ thấy vương gia. Không phải nói dối lấy lòng hắn. Hương Vân thật sự mơ thấy vương gia, một số giấc mơ lộn xộn, thấy vương gia răn dạy nàng, thấy vương gia đối xử tốt với nàng. Vậy à, nàng mơ thấy ta làm gì? Tuyên Vương vừa hôn vừa hỏi.
Hương Vân chọn kể một giấc mơ đẹp về Vương gia, đợi nàng nói xong, nàng bỗng nhiên phát hiện, Vương gia trở lại thành Vương gia bình thường, nhiệt tình và dịu dàng. Ngày hôm sau, Hương Vân mới có thời gian để mở tay nải mà mẫu thân đưa cho nàng trước khi rời đi, hôm qua vừa về đã bị bọn nhỏ quấn quýt, suýt nữa đã quên điều này. Mở tay nải ra, bên trong có vài bộ quần áo. Có hai bộ là áo lót Liễu thị đưa cho nữ nhi, xem như bù đắp cho nữ nhi khi còn nhỏ đã không được nương tặng, còn có hai bộ trung y cho nam hài tử, một bộ cho Tiêu Luyện, một bộ cho Tiêu Xí. Hương Vân bỗng nhớ lại mẫu thân từng hỏi nàng hai đứa nhỏ cao bao nhiêu, hóa ra là để may quần áo. Nhưng thời gian nàng ở Triệu gia thường xuyên ở bên cạnh mẫu thân may nhiều như vậy vào lúc nào? Trong lúc nàng nói chuyện với muội muội, hay là sau khi nàng ngủ, mẫu thân lại lén thức dậy. Hương Vân không chạm vào kim chỉ, nàng cũng không quan tâm đến nữ công, chưa bao giờ thưởng thức bất kỳ đường may hay mũi thêu nào, người khác đưa nàng quần áo gì thì nàng mặc thứ ấy. Nhưng vào giờ phút này, lần đầu tiên Hương Vân cầm áo trong tay lên, vừa xem vừa nhẹ nhàng vuốt ve từng đường kim mũi chỉ của mẫu thân. Hương Vân sợ kim, hôm nay cũng là lần đầu tiên, nàng phát hiện hóa ra kim cũng có thể mang đến sự ấm áp. Tất hai bộ trung y, khi Tiêu Luyện và Tiêu Xí tới thỉnh an nàng, Hương Vân lấy quần áo ra, nhẹ nhàng nói, đây là trung y mà bà ngoại tặng cho các con, do bà tự tay may, các con xem có thích không. Quy củ trong vương phủ rất nghiêm khắc, lúc đầu Hương Vân không dám xưng hô thế này, kể cả việc bọn nhỏ kêu nàng là nương, sau đó vương gia nói cho nàng biết, hoàng quyền cũng nói về quan hệ giữa con người với nhau nên có thể gọi tùy ý, chỉ cần bọn nhỏ nhớ kỹ phải gọi vương phi là mẫu thân, những người khác tùy ý. Hơn nữa, Liễu thị là bà ngoại đúng nghĩa của hai đứa nhỏ, Vĩnh Bình hầu phu nhân ngược lại không có tư cách bày vẽ vai trò bà ngoại trước mặt các hoàng tôn, thậm chí thế tử Gia Tiêu. Huyễn kính trọng Vĩnh Bình hầu phu nhân nhưng hắn không gọi Vĩnh Bình hầu phu nhân là bà ngoại, chỉ gọi là hầu phu nhân, điều này phù hợp với công ty của hoàng gia. Điểm này cũng dễ hiểu, nhạc mẫu trong gia đình bình thường có thể quản con rể, liệu Vĩnh Bình hầu phu nhân dám quản Tuyên Vương không? Các vương phi gả vào vương phủ là trở thành người của hoàng gia, nhà mẹ ruột của vương phi vẫn là thần tử. Hoàng tử và các hoàng tôn có thể lựa chọn cách đối xử với từng người thân, chỉ cần phù hợp với quy củ, trái lại, những người thân cần kính trọng các hoàng tử và long tôn. Biết được điều này, Hương Vân thoải mái hơn trong cách xưng hô với nhà mẹ ruột. Qua, bà ngoại giỏi quá. Tiêu Sí chưa thấy quần áo như thế nào, nhưng nghe nói bà ngoại biết may quần áo, còn may cho cậu một bộ, Tiêu Sí rất vui, lập tức đòi mặc vào. Tiêu Luyện nhận món quà bà ngoại tặng cậu, vẻ mặt cũng thích thú. Hương Vân nhìn niềm vui của hai đứa nhỏ, chợt có chút tiếc nuối, nàng chưa bao giờ tự tay may quần áo cho hài tử của mình. Quần áo không đáng bao nhiêu tiền, nhưng từng đường kim mũi chỉ may với cả tấm lòng là món quà vô giá. Tháng 3 năm sau, xuân về hoa nở, Triệu Yến Bình ở ngõ Sư Tử cưới A Kiều, tuy Hương Vân không thể đi uống rượu mừng của ca ca và tẩu tử, nhưng nàng biết ca ca thích A Kiều cô nương thế nào. Ca ca và người trong lòng cuối cùng về với nhau, Hương Vân vui cho ca ca từ tận đáy lòng. Chuyện vui của ca ca diễn ra thuận lợi, Hương Vân cũng bắt đầu kế hoạch của riêng mình. Tiêu Sí sắp học vỡ lòng, vương gia đi sớm về trễ như mọi khi, Hương Vân có nhiều thời gian để dùng. Nàng bí mật học theo với Ngọc Lan. Lúc bắt đầu, nhìn thấy kim, tim nàng vẫn đập nhanh, Ngọc Lan chu đáo luồn chỉ màu qua lỗ kim, đặt bên cạnh một chiếc khăn đã thêu xong. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chói chang, chiếc khăn thêu tinh xảo trên bàn thật xinh, Ngọc Lan đứng ở xa xa tươi cười động viên nàng, Hương Vân cũng biết, ở đây không có Định Từ Sư Thái hoặc Kinh Ma Ma, không có ai tổn thương nàng. Mẫu thân đưa nàng quần áo, gương mặt tươi cười vui vẻ của bọn nhỏ lần lượt hiện lên trong tâm trí, Hương Vân chậm rãi thở vào nhẹ nhõm, thử cầm cây kim lên. Ngọc Lan không dám tới gần chủ tử, nàng ngồi đối diện với bàn, tuyệt đối không đụng tới vị trí của chủ tử. Kiên nhẫn bắt đầu từ những lời dạy cơ bản nhất. Tiểu cô nương từ từ học nữ công, Hương Vân đã trưởng thành, đối với nàng, cầm kim là công đoạn khó nhất, đã làm được bước này, mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản. Tính cả quá trình học, Hương Vân mất cả tháng trời, cuối cùng cũng thêu xong chiếc khăn thêu đầu tiên trong cuộc đời. Khăn thêu màu trắng, có thêu đôi uyên ương nép sát vào nhau, còn có vài gợn sóng ở giữa. Hương Vân không muốn học thêu uyên ương trước, Ngọc Lan có ý muốn tình cảm của chủ tử và vương gia nâng lên mức độ cao hơn, một hai đòi dạy theo uyên ương. Hương Vân nghĩ đến đôi giày mình thiếu vương gia, đỏ mặt và ngoan ngoãn học. Khăn thêu xong,
Hương Vân giấu nó dưới gối. Buổi tối Tuyên Vương tới, hai người trò chuyện như thường lệ, ăn cơm, đi dạo, tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Tuyên Vương đã phá vỡ quy củ mỗi tháng chỉ ngủ ở hậu trạch 10 đêm, trừ khi triều đình có chuyện quan trọng cần ngồi lâu trong thư phòng. Hiện tại Tuyên Vương hầu như ngủ ở Lãm Vân Đường mỗi đêm, tuy nhiên không phải đêm nào cũng gần gũi, có đôi khi chỉ ôm một lúc, nói chuyện lặt vặt hoặc hài tử, nói mệt rồi ngủ. Bọn nha hoàn chuẩn bị lui xuống, Hương Vân ngồi trong rèm, dặn bọn họ đừng thổi đèn. Tuyên Vương bất ngờ nhìn nàng. Gần đây hắn rất bận, quả thật có mấy đêm không chạm vào nàng, chẳng lẽ nàng hiểu lầm gì đó, muốn chủ động yêu thương. Nhìn gương mặt ửng hồng của nàng, Tuyên Vương đột nhiên cảm thấy, thật ra mình cũng không mệt lắm. Hắn nghiêng người muốn ôm nàng. Hương Vân đè tay hắn, giở gối lên, sờ soạn chiếc khăn thêu, rủ mi đưa tới trước mặt hắn, vương gia nhìn thử, hình thêu này được không? Tuyên Vương cúi đầu nhìn, thấy giữa chiếc khăn trắng có thêu một đôi uyên ương, nếu hắn bắt buộc phải đánh giá, hình thêu này cùng lắm là tạm tạm. Người nhà mẹ ruột đưa à? Tuyên Vương nghĩ đến nguồn gốc có thể có của chiếc khăn thêu này, nhất định không phải mua. Vương phủ cũng không có thợ thêu ngốc như vậy, Triệu Yến Bình đã đưa cho nàng loại đường giỏm 10 văn tiền, có lẽ khi còn nhỏ nàng cũng thích khăn uyên ương, tẩu tử mà ca ca nàng mới cưới đã tặng chiếc khăn này để lấy lòng nàng, nàng vui vẻ một cách ngốc nghếch, lại còn khoe với hắn. Hương Vân biết trình độ của mình, mới học chưa được bao lâu, có thể thêu được đôi uyên ương, nàng đã rất vui và hài lòng, vương gia không đoán được là do nàng thêu thì thôi đi, đề cập đến nhà mẹ ruột của nàng là có ý gì. Khó coi hả? Hương Vân rụt tay, nhìn đôi uyên ương hỏi. Giọng nói của nàng mất mát, Tuyên Vương ho khan, nghĩ một đằng nói một nẻo, cũng được, rất có khí thế, nhìn thấy bỏ nhiều công sức để thêu. Hương Vân ngước mắt nhìn hắn. Tuyên Vương lập tức trưng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Hương Vân cắn môi, vừa gấp khăn lại vừa nói, quên đi, cái này thêu không đẹp, khi nào ta tiến bộ, sẽ thêu cái mới cho ngài. Nói xong, Hương Vân chuẩn bị nhét khăn xuống gối lại. Tuyên Vương nắm chặt tay nàng, khiếp sợ hỏi, đây là nàng thêu. Nàng, chẳng phải nàng không chạm vào kim hay sao? Hương Vân cúi đầu nói, trước kia không dám đụng vào, hiện tại không sợ nữa. Tuyên Vương nghe vậy, lại nhìn chiếc khăn thêu, trong lòng tựa như có một dòng nước ấm đột nhiên tràn vào, khiến toàn thân hắn đều ấm áp. Kéo Hương Vân vào lòng, Tuyên Vương một tay ôm nàng, tay kia nâng chiếc khăn mà nàng đang cầm, hôn cả tay lẫn khăn. Hắn luôn cảm thấy trong lòng nàng không có hắn, hoặc chỉ coi hắn là vương gia, đêm nay Tuyên Vương mới biết được nàng quan tâm hắn bao nhiêu, không sợ kim nữa vì muốn tự tay thêu khăn cho hắn. Không cần thêu nữa, cái này rất đẹp, ta thích lắm. Thích đến nỗi hắn muốn cất bên cạnh cả đời, thích đến nỗi tương lai hạ táng vào hoàng lăng, hắn cũng muốn chôn cùng khăn thêu này. Chuyện đến đây đã hết, cảm ơn các bạn đã theo dõi.